hai cái tháp sắt tráng hán cách không đối coi. Rất mạnh lực cắn nuốt A, ma dao quật truyền nhân múa may trường kích, nhìn về phía chân trời, có ý tứ, thao thiết nhất tộc, này xem như một lần nữa sống lại sao. Chân trời kiêm miệng khổng lồ trung truyền tống trận liên tiếp phát ra quang mang, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ thân khoác màu đen trường bào, đứng kia tráng hán phía sau. Chân trời tráng hán thân ảnh trợt lóe dây tiếp theo, xuất hiện ở lâm thanh hạm bên cạnh. Thao thiết nhất tộc, những cái đó vùng cấm truyền nhân, đều trừng lớn hai mắt, nhìn tráng hán. Người này, đúng là sớm đã biến mất ở đáy biển cuồng si. Tu sĩ trong đám người, tên kia biết được rất nhiều bí tân đầu bạc lão giả lại lần nữa lên tiếng. Thao thiết nhất tộc, nắm giữ lực cắn nuốt, nhưng đáng sợ nhất, đều không phải là lực cắn nuốt không cố kỵ, mà là lực cắn nuốt, nại cấm kỵ chi lực khắc tinh, tại thượng cổ thời kỳ, lực cắn nuốt, đó là cấm kỵ chi lực quản lý giả. Bất quá, đương vùng cấm giã tâm bành trướng lúc sau, thay đổi sơ tâm, thao thiết nhất tộc vì tìm về những cái đó bị vùng cấm cấm phong cấm kỵ chi lực, thao thiết truyền nhân hóa thân linh thể, du tổ với các cổ chiến trường bên trong, nhưng cổ chiến trường bên trong, nhiều là tàn niệm, chấp niệm, oán niệm, lấy linh thể hình thức du tổ với cổ chiến trường bên trong, cắn nuốt lực lượng, cần phải sẽ bị đại lượng tạp niệm nhập thể, đều là tư duy hỗn loạn, đánh mất bản ngã. Mà thao thiết nhất tộc truyền nhân, này vừa đi, đó là vô số năm, có người nói, thao thiết nhất tộc, khả năng rốt cuộc vô pháp trở về, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ đã đoán sai, hiện giờ thao thiết nhất tộc một lần nữa đứng dậy. Đầu bạc lão giả nói, làm mọi người biết được kia đoạn bí tân, biết được cuồng si thân phận. Thao thiết truyền nhân, thao thiết nhất tộc, đã từng cấm kỵ lực lượng quản lý giả, như vậy thân phận cũng thật là đáng sợ. Đây đều là sống ở truyền thuyết giữa nhân vật. Thao thiết sao, ma huyền vũ khóe miệng liệt khai một nụ cười, thực hào, đã sớm muốn kiến thức kiến thức, này cái gọi là lực cắn nuốt. Ma huyền vũ thân hình chấp động gian, xuất hiện ở cuồng si trước người, một quyền oanh ra. Đối mặt ma huyền vũ công kích, cuồng si nhếch miệng cười, đồng dạng một quyền trở về qua đi. Hai người đều là không lấy vũ khí tuyển thủ, bởi vì bọn họ thân thể, chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí. Hai người song quyền chạm vào nhau gian, xuất hiện khủng bố bạo phá thanh, ngay sau đó, hai người nắm tay, đều như mưa rền gió giữ giống nhau chiều đối phương trên người oanh đi, mỗi một quyền đều tràn ngập lực lượng cảm, làm người nhìn đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Kia chỉ con dẹp, người cũng đừng nhàn rỗi. Chessia trong tay phát ra rét lạnh chi khí, mau tới đây, làm ta ướp lạnh thường. Ha ha, ma dao quật truyền nhân trong tay trường kích phung lên, mặt đất phiêu tuyết ngân bạch bị quét sạch ra tới một đạo chỗ hồng, kia lão đông tây đều đã chết, bằng ngươi. Ma dao quật truyền nhân rứt lời, cầm kích hướng trên bầu trời sát đi. Chessia mũi chân nhẹ điểm, Tân hình giống như một con chim bay về phía trước lao đi, cùng lúc đó, hàn khí ở nàng hai tay lượn lờ, sau hóa thành hai thanh băng nhận. Đoạt tiên ánh mắt, trước sau dừng lại ở lâm thanh hạm trên người, hắn vốn là chân tiên sau khi chết chấp nghiệm biến thành, chân tiên muốn hủy diệt này phương văn minh, hủy diệt đạo thống. Làm thiên địa sơ khai một đạo huyền hoàng khí, loại này truyền thừa, đối với đoạt tiên mà nói là cần thiết muốn hủy diệt. Hai gã địch nhân đã bị dẫn đi, chỉ còn đoạt tiên một người. Lâm Thanh Hạm thu hồi huyền hoàng mẫu đỉnh. Đương huyền hoàng mẫu đỉnh bị thu đi nháy mắt, đoạ tiên một đạo kiếm khí phách chảm mà đến. Kia thiên đạo hư không giữa, năm viên thiên đạo hằng tinh lập lè quang mang, còn có một phen trường kiếm, phát ra mũi nhọn. Hai điều huyền hoàng trường long từ không trung thò người ra mà xuống, sát hướng đoạ tiên. Đoạ tiên liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, kiếm đạo vô song, cũng là không sợ. Nơi này đại chiến, cùng những cái đó vùng cấm truyền nhân cùng thánh địa truyền nhân đại chiến, đã là không ở một cái mặt phía trên, mà bọn họ đại biểu ý nghĩa cũng bất đồng, Lâm Thanh Hạm này phương, bảo hộ truyền thừa, mà ma giao quật mọi người, còn lại là muốn đem truyền thừa chiếm làm của riêng. Bị Huyền Hoàng Chi Long quay quá rừng cây một mảnh hỗn độn, lại bị băng tuyết bao trùm, thánh địa truyền nhân nhóm thấy vậy cơ hội, dẫn đầu động thủ, sát hướng vùng cấm truyền nhân. Hỗn chiến, lại một lần kích phát. Ở phương Tây Phật thổ, nơi này là một mảnh Phật quốc, cũng là thích ca thánh địa thế lực nơi. Đột nhiên, một đạo tiếng chuông, vang vọng toàn bộ Phật quốc. Liền tại đây một khắc, kia đại lôi trong chùa, 108 là hán toàn bộ trợn mắt, 72 Phật đà tập thể tụng kinh. Đại lôi chùa ở giữa tháp cao, đại môn mở ra, một người thân khoác áo cà sa, chậm rãi đi ra đại lôi chùa, trên người hắn vần quanh kim quang, đó là Phật quang hiện hóa, hắn phía sau có tam tôn kim Phật hư ảnh hiện lên, kia đôi mắt giữa, phảng phất bao hàm chúng thân. Tham kiến Phật chủ, 108 La Hán, 72 Phật Đà, vào lúc này, chắp tay trước ngực, đồng thời ra tiếng. Sớm trước thời gian, phương Tây Phật Quốc thu hoạch một Phật tử, sau có nghe đồn, kiên nãi chín thế tăng nhân, chín thế đều có đại công đức thêm thân, có thể tại đây một đời chứng đạo, bước vào kia chân chính Phật cảnh. A-di-đà Phật, đại lôi chùa ra tới người nọ, chắp tay trước ngực, nhẹ niệm một tiếng. Cũng liền này một tiếng, làm cho cả Phật quốc tưới xuống đầy trời Phật quang. Hiện giờ đại kiếp nạn đem khởi, thiên hạ thương sinh, đem chịu khổ khó, Bần Tăng nguyện đi trước kiếp nạn nơi A Di Đà Phật. Tăng nhân nói xong, một bước tiến lên trước, đã ra đại lôi chùa phạm vi, kiếp nạn khởi, cửu thiên biến, nếu kiếp có thể tiêu, Bần Tăng nguyện vì thương sinh tỏa hóa lễ tạ thần. Phương Tây Phật quốc, tụng kinh tiếng vang. Tăng nhân thực lực thực khủng bố, bị gọi Phật chủ, cái này danh hiệu liền thích ca thánh địa thánh chủ đều không thể có được. Muốn trở thành Phật chủ, cần thiết phải được đến toàn bộ Phật quốc tán thành, ở Phật pháp lĩnh vực thượng đạt tới cực cảnh, ở trên thực lực, cũng không thể nhược cho người khác. Tăng nhân đã là này Phật thổ phía trên, mạnh nhất tồn tại, hắn thân hình liên tục lược ra, nơi đi qua, tưới xuống Phật quang. Thực mau, tăng nhân rời đi Phật quốc, tiến vào phàm tục thành thị, chui vào một gian khách sạn bên trong, muốn một con heo sữa nướng, một con gà ăn mày, một con thiêu hoa vịt, một con. Ở xa xôi cực bắc nơi, một người dạo bước mà đi, hắn trong mắt mang theo mê mang, hắn đang tìm kiếm nguyên linh pháp ngọn nguồn, hắn muốn biết một ít cái gì, đã tìm được rồi một ít mặt mày, lại trước sau vô pháp thấy rõ. Hắn sờ sờ túi áo, bên trong còn có cuối cùng một cây thuốc lá, đem thuốc lá cầm lấy sau ngậm ở ngoài miệng, nghĩ nghĩ, lại đem thuốc lá thả trở về. Hắn sao, sớm biết rằng liền không chạy bên này, hiện tại ra cũng ra không được nam nhân lưu chữ đầy mặt dâu quay nón. Không trung đã dần tối, một đạo cực quang với không trung xẹt qua, nam nhân trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, ở kia cực quang bên trong, hắn giống như cảm nhận được cái gì. Nguyên linh, âm dương, hắc bạch. Nam nhân trong miệng lẩm bẩm, hắn thân hình đột nhiên bạo khởi, tận trời không trung kia nói cực quang mà đi. Cùng thời gian, xa ở ngàn vạn dặm ngoài âm dương thánh địa giữa, ở chỗ này, có một khối âm dương thạch, thượng cổ truyền lưu, nghe đồn có thể khiến cho âm dương cộng minh người sẽ được đến chân chính âm dương truyền thừa nhưng vô số năm qua âm dương thạch chưa từng có phát ra quá bất luận cái gì phản ứng làm rất nhiều người đều cho rằng này chỉ sợ chỉ là một khối phế thạch mà liền ở hôm nay âm dương thạch có động tính âm dương thánh địa bên trong lão thánh chủ đã bế quan nhân thủy tổ nơi một chuyện thánh địa toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thánh địa ra ngoài đệ tử toàn bộ trở lại thánh địa trong vòng mà liền ở hôm nay, một đạo hắc bạch quang mang, tự âm dương thánh địa nội phóng lên cao, thẳng tận trời cao. Oanh! Một tiếng trọng vang, âm dương thánh chủ từ chết quan trung lao ra, thần sắc kích động đứng ở kia khối âm dương thạch trước, lão thánh chủ bởi vì truyền công duyên cớ, hình cùng tiêu tụy, lúc này thân thể kích động mà không ngừng run rẩy Có phản ứng, vô số tuế nguyệt, rốt cuộc có phản ứng. Lão thánh chủ run rẩy đôi tay, phóng với âm dương thạch thượng. Ở âm dương thánh địa trên không, không trung bị xé rách, kia hư không xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, trong hư không, phảng phất tồn tại một cái con sông, con sông bên trong có một đạo thật lớn thân hình quay cuồng. Trong giây lát, một đôi thật lớn hai mắt dò ra hư không, có thanh âm vang ở âm dương thánh địa. Ngô Chi linh hồn sắp thức tỉnh, âm dương điều hòa, lục đạo trùng kiến. Đó là, lão âm dương thánh chủ nhìn trong hư không kia thật lớn mà khủng bố thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm, âm dương chi chủ, vạn long chi tổ. Trúc Long Cùng lúc đó, đó là một chỗ mây mù mờ mịt nơi, có cung điện san sát, cung điện xa hoa lộng lẫy, giống như tiên cảnh, nhưng làm người cảm thấy sợ hãi chính là, này giống như tiên cảnh giống nhau địa phương, lại không có một chút sinh cơ đáng nói, không có một mạt sinh khí. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo long ảnh xuyên qua mà qua, mang theo một trận âm dương quang mang. Tại đây âm dương quang mang lúc sau, có hư vô thân ảnh dần dần xuất hiện. Này nói long ảnh tốc độ thực mau, phảng phất xuyên qua ở qua đi cùng tương lai, du tẩu khắp sơn hải giới, ở kia cửu u dưới, một mảnh tử địa giữa, cũng có thân ảnh xuất hiện. Đang ở một phàm tục chi thành ăn nhiều hải uống uống thượng, ánh mắt đột nhiên một ngưng, buông trong tay đùi gà, a di đà Phật, luân hồi đã thành lập, không thể chậm trễ thời gian. Tăng nhân nói xong, đem không ăn xong đùi gà nhét vào trong miệng, theo sau đi ra tủ lầu, hướng thông tiên sơn địa phương mà đi. Cực bắc chỗ, triệu cực lâm vào kia cực quang giữa, trên người phát ra hắc bạch quang mang, đây là nguyên linh huyết mạch ở bị đồng hóa. Khống chế, âm dương sao? Triệu Cực trong miệng lẩm bẩm, kia truyền thừa dũng mãnh vào trong cơ thể. Toàn bộ sơn hải giới đều ở phát sinh thật lớn biến hóa. Ở kia ngân hà giữa, có vài đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ, này không phải bản thể, là bọn họ ý chí hiện ra, đây là tiên, áp đảo thiên đạo ý chí phía trên tồn tại, đây là tiên, đã là siêu phàm thoát tục tồn tại. Lục đạo khởi động lại là nên nhanh hơn tốc độ. Vài đạo thật lớn thân hình chậm rãi ở trên bầu trời trở nên hư ảo, bọn họ sớm đã rời đi, chẳng qua tốc độ quá nhanh, làm thân ảnh còn tàn lưu ở chỗ này, bọn họ có thể nhẹ nhàng ở trên hư không bên trong vượt qua. Thông tiên Sơn Hạ, đại chiến còn ở tiếp tục, đây là cứu cực hốn chiến, tham chiến, ít nhất có được thiên đạo bảy trọng tu vi. Liền tại đây đại chiến hừng hực khí thế là lúc, một chương thật lớn bức hòa cuộn tròn ở không trung giữa giãn ra khai, bức hỏa cuộn tròn phía trên, truyền đến khủng bố áp lực, kia áp lực làm Lâm Thanh Hạm đám người đều cảm thấy tâm tình ngưng trọng, thánh địa truyền nhân cùng vùng cấm truyền nhân, thậm chí đều có thể cảm giác được tự thân hành động chậm chạp, toàn bộ đều là bởi vì này bức hỏa cuộn tròn dựng lên. Nhìn kỹ, này bức hỏa cuộn tròn phía trên tràn ngập một loạt lại một loạt tối nghĩa khó hiểu văn tự. "Truyền, ta giáo pháp chỉ." Một đạo thân ảnh lăng không mà đứng. "Âm Dương quý vị, lục đạo trùng kiến, ta giáo sứ giả, đem với hai ngày sau đích thân tới." đến lúc đó chỉ định lục đạo chi chủ, giờ phút này, ngừng chiến. Kia thân ảnh thân khoác đạo bào, tay cầm phất trần, trên mặt toàn là ngạo nghễ chi sắc. Là tiệt giáo người, trong đám người, đầu bạc lão giả ra tiếng, tiệt giáo đã từng muốn khống chế này phương thiên đạo, phan minh đó là bị hủy bởi tiệt giáo trong tay, tuy rằng ở trận chiến ấy qua đi, tiệt giáo bại tẩu, nhưng vẫn có dư nhiệt giữ lại, bọn họ thực lực cường đại, nấp trong âm thầm, khống chế rất nhiều bí tân đây là một chương pháp chỉ mang đến lực áp bách sao. Thấy được sao, những cái đó thiên đạo bảy trọng cường giả, tại đây pháp chỉ phía dưới, liền hành động đều gian nan. Liên thiên đạo bát trọng đều đã chịu ảnh hưởng, tiệt giáo thực lực như vậy cường đại, chẳng phải là vô địch. Tiệt giáo là cường, nhưng đều không phải là vô địch. Đầu bạc lão giả lắc lắc đầu, phải biết rằng, tại đây sơn hải giới, còn có một cái thần thánh thiên quốc tồn tại. Đầu bạc lão giả giọng nói mới lạc, trên bầu trời, một đạo hàn mang hiện lên. Trên bầu trời kia pháp chỉ bị này hàn mang từ trung gian một thương phá vỡ, pháp chỉ thượng cường đại áp bách tính, nháy mắt biến mất vô tung. Một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở không trung, đúng là lăng không. Lúc trước ném mạnh một thương liền tạo thành hạch bảo uy lực lăng không, thực lực xa không phải hắn nói thiên đạo bốn trọng đơn giản như vậy. Lăng không xuất hiện ở trên bầu trời, hướng kia đạo bào thân ảnh phát ra khinh thường tiếng cười, khi nào, tiệt giáo tạp cá, cũng có thể tới tùy tiện hạ pháp chỉ. Thần thánh thiên quốc con dẹp, thật đúng là khiến người chán ghét a. Đạo bào thân ảnh nhìn chằm chằm lăng không, ta giáo sứ giả hai ngày sau đến, hy vọng ở sứ giả đã đến sau, các người còn có thể như thế bừa bãi. Lại không phải không có giết quá, lăng không bĩu môi. Hy vọng người có thể bảo trì như vậy cuồng vọng, đạo bào thân ảnh lược hạ những lời này sau, thân ảnh bay nhanh biến mất. Lăng không ánh mắt quét về phía chung quanh, quát, từ tức khắc khởi, ngừng chiến. Mọi người, lên núi. Lăng không cánh tay vung lên, một phen trường thương hư ảnh xuất hiện ở không trung. giờ phút này, ai muốn còn dám tự tiện động thủ, tất sẽ nghênh đón này trường thương lôi đình một kích. Vậy đi lên lại đánh cũng không muộn, ma giao quật truyền nhân cười cười, dẫn đầu chiều thông tiên sơn đỉnh phóng đi. Thông tiên sơn là một chỗ thí luyện nơi, không có thực lực người, căn bản đăng không đi lên, nhưng này không ở này đó yêu nghiệt suy xét trong phạm vi, thực lực của bọn họ đã tiếp cận với giữa trời đất này đỉnh cao nhất. Đứng đầu một nhóm người sông lên thông tiên sơn, mà còn lại các tu sĩ, cũng tận lực muốn đi lên, tham dự lần này thịnh hội, đến nỗi lúc trước đại chiến, đại gia cũng rõ ràng, này bất quá là cái khai vị đồ ăn thôi, chân chính đại chiến, còn không có bắt đầu. A-di-đà Phật, một đạo thân ảnh mang theo đầy trời kim quang xuất hiện, hắn thân xuyên áo cà sa, sau lưng có thật Phật hư ảnh, hắn thẳng đến này thông tiên sơn mà đến, một bước chiều thượng vượt qua đó là người nào? Hảo Cường, là phương Tây Phật Quốc Phật tử, không đúng, nghe nói phương Tây Phật Quốc cộng nhận Phật chủ, nói vậy vị này đã là Phật chủ đi. Lại là một vị thiên kiêu A, à. kia thân ảnh Huệ Kim Quang sông thẳng thông tiên sơn. Một ngày thời gian trôi qua, ngày này, cường đại nhất kia một nhóm người đã lên núi, mà thực lực bình phàm người, còn ở dưới chân núi, có chút, còn lại là ở giữa sườn núi dãy ruộng. Trên bầu trời một đạo sấm sét đánh xuống, Hắc bạch lưỡng sắc quang mang ở trên bầu trời hình thành một cái lốc xoáy. Âm dương chi khí, như vậy khổng lồ âm dương chi khí, liền âm dương thánh chủ đều chưa từng có được. Tiệt giáo người ta nói, âm dương quý vị chẳng lẽ? Ở mọi người thảo luận gian, này đạo thân ảnh xông lên Thông Tiên Sơn. Liền vào giờ phút này, có một chân bước vào Sơn Hải giới nội. "Hô, Trương Huyền thở phào một hơi, đã trở lại a." À? Trương Huyền xuất hiện ở Sơn Hải giới giờ này khắc này trương huyền có thể rõ ràng cảm nhận được sơn hải giới nội hỗn loạn hơi thở đó là nhiều loại lực lượng ở lẫn nhau va chạm vô tận thiên đạo trong hư không một viên thật lớn thiên đạo hằng tinh đang ở chậm rãi tiếp cận nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tại đây viên thiên đạo hằng tinh thường thế nhưng có sinh mệnh dấu hiệu có nguy nga núi cao có vô tận hải vực ở kia vô tận hải vực bên trong một gốc cây thanh liên hiện lên tùy thời khả năng nở rộ thiên đạo hằng tinh trạng thái đem đại biểu một người thực lực như thế nào. Nghe đồn nhìn thấu thiên đạo, đã tới thiên đạo cửu trọng phía trên, nhưng dựng dục sinh ra mệnh hàng tinh, có được người sáng tạo năng lực, có thể tự hành diễn biến quy tắc, sáng tạo quy tắc. Trương Huyền nhìn mắt thông tiên sơn phương hướng, cuối cùng phi thân lao đi, có thể phát hiện, hiện giờ Trương Huyền đã có thể tự nhiên hành tẩu ở trên hư không giữa, không chịu ảnh hưởng, hắn hiện giờ thực lực, đã vượt qua thế giới này trói buộc. Đang đi tới thông tiên sơn quá trình giữa, Trương Huyền ở đánh giá Sơn Hải Giới. Nơi này quy tắc, đều không phải là là cao hơn thủy tổ nơi, nói đúng ra, nơi này so thủy tổ nơi muốn cấp thấp, nơi này đồ vật, tồn tại chính là tồn tại, không tồn tại chính là không tồn tại, không có một lần nữa xuất hiện khả năng, có lẽ thủy tổ nơi trăm ngàn năm sau, sẽ xuất hiện tự thân mang theo lực cắn nuốt người, đó là bởi vì thủy tổ nơi bản thân liền có sức sáng tạo lượng cùng quy tắc năng lực, nhưng Sơn Hải Giới cũng không có. Cùng với nói nơi này quy tắc càng cao, chỉ bằng nói, nơi này càng như là một cái chuyên môn sáng lập ra tới lôi đài, là chuyên môn chiến trường, đánh nhau liền đến nơi này. Trương Huyền hiện giờ có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, đối với sơn hải giới tồn tại, cũng có tân nhận chi. Không ngừng vượt qua hư không, theo sau lại lần nữa xuất hiện, thực mau, Trương Huyền đi tới thông tiên sơn dưới chân. Lúc này, thông tiên sơn hạ, vô số tu sĩ tụ tập ở chỗ này, bọn họ muốn bước lên thông tiên sơn, nhưng khó khăn thật mạnh, ngọn núi này, không phải ai ngờ đặng liền đặng lại đến ba cái có thực lực, một người tuổi trẻ tu sĩ ở chân núi giống to, cùng nhau lên núi. Có mới tới tu sĩ khó hiểu, nhịn không được hỏi ra, vì cái gì lên núi muốn cùng nhau đăng. Người có điều không biết, thông tiên sơn, kiểm nghiệm một người tiềm lực, chỉ có tiềm lực thật lớn người, mới có có thể bước lên này tòa tiên sơn khả năng, mà đương phát hiện có tiềm lực người khi, thông tiên sơn sẽ giáng xuống phúc trạch, che chở này một phương, đồng thời sẽ giáng xuống mỗi một đạo cấm kỵ năng lượng làm khen thưởng. Tại đây phúc trạch dưới, sẽ không cảm nhận được thông tiên sơn áp lực, liền tỷ như sơn thể phía Tây, này một bộ phận, nếu có một cái tiềm lực thật lớn người, khả năng sẽ mang theo toàn bộ mặt đông người đồng loạt lên núi. Đương nhiên, ta nói mặt đông chỉ là một cái so sánh, này bao trùm phạm vi cũng liền ở phạm vi 20m tả hiếu, cho nên bọn họ sẽ tổ 10 người cùng nhau đi. Kia có tiềm lực người không phải mệt sao? Kia tu sĩ tiếp tục hỏi. Người như thế nào biết người chính là có tiềm lực người kia? 10 cái người giữa ai cũng không dám bảo đảm chính mình thiên tư này toàn cho là một canh bạc khổng lồ có thực lực người chính mình đi lên không được sao đương nhiên có thể nhưng thử hỏi có ai có thể bảo đảm chính mình có ngày đó túng chi tư nói trắng ra là đại gia nói là lên núi đơn giản chỉ là một loại cách nói càng nhiều vẫn là khảo nghiệm tự thân mà thôi nghe được giải thích tu sĩ gật gật đầu trương huyền đi vào chân núi chỗ chuẩn bị lên núi ngươi không được một bên đi Vừa rồi kêu người tên kia tuổi trẻ tu sĩ cho rằng Trương Huyền là tới gia nhập bọn họ, lập tức phất tay xua đuổi. Hiện giờ Trương Huyền, thực lực hoàn toàn nội liếm, từ bề ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra chút nào mũi nhọn, rốt cuộc hiện tại hắn, đã có thể cùng trời đất này quy tắc, cùng ngồi cùng ăn. Nếu nói thiên địa quy tắc là cái quốc gia chủ nhân nói, kia trước kia Trương Huyền, là giấy dụa tại đây quốc gia giữa, thời thời khắc khắc muốn đã chịu quốc gia chủ nhân quản chế, mà hiện tại Trương Huyền, còn lại là một cái khác quốc gia chủ nhân, hắn đi vào cái này quốc gia, là hưởng thụ khách nhân đãi ngộ, hơn nữa chỉ cần Trương Huyền không vui, hắn có thể lựa chọn đi lật đổ cái này quốc gia, đương nhiên, kết quả thắng hay thua, liền phải xem từng người bản lĩnh. Cho nên, này đó tu sĩ, chính là còn giấy ruộng ở cái này quốc gia người, tự nhiên vô pháp nhìn thấu Trương Huyền. Ở xua đuổi đi Trương Huyền lúc sau, vài tên phía sau có chứa dị tượng người đã đi tới, bọn họ rất mạnh, thiên đạo nhị trọng, thiên đạo tam trọng, uy vũ bất phàm, hợp thành một đội. Ta nói, liền ngươi dáng vẻ này, cũng không biết xấu hổ tới thấu đội sao?" Một người khinh thường nhìn về phía Trương Huyền. Liền bởi vì là như thế này mới thấu đội, loại người này ý tưởng ta rất rõ ràng, muốn cọ ta chờ tạo hóa. Lăn một bên đi. Trương Huyền bị người xua đuổi, hắn cũng không có sinh khí, vào lúc này Trương Huyền trong mắt, những người này bất quá chính là một đám tiểu thí hài. Thử hỏi một cái người trưởng thành, như thế nào sẽ đi cùng một cái mới thượng nhà trẻ tiểu hài tử đi so đo? cái kia một đạo nhược nhược thanh âm vang lên người nếu tưởng lên núi nói chúng ta có thể cùng nhau tổ đội bất quá chúng ta thực lực đều chẳng ra gì nhưng hiện tại thiếu cá nhân trương huyền quay đầu nhìn lại liền thấy có mấy người đứng ở chính mình phía sau có nam có nữ đều thực tuổi trẻ bọn họ quần áo chỉ là bình thường nhất áo dài mỗi người sau lưng đều có một phen trường kiếm đến từ cùng cái môn phái đều là kiếm tu có thể trương huyền gật gật đầu ha 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 lúc trước khinh thường trương huyền người cười to ra tiếng, thật là một đám phế vật tiến đến cùng nhau, các ngươi lên núi, dựa vào cái gì? Bằng bọn họ không biết xấu hổ, bình thường tới nói, đăng thông tiên sơn có cực đại nguy hiểm, nhưng hiện tại con đường phía trước đã khai, nguy hiểm không tồn tại, cho nên bọn họ mới nghĩ tới nhặt của hời, nếu bình thường tới nói, những người này đều không xứng xuất hiện ở chỗ này. Liền các ngươi cũng muốn lên núi, làm trò cười cho thiên hạ. Mười tên khí thế bàng bạc người đứng chung một chỗ, bọn họ trên người xuyên chính là thêm vào trận pháp pháp khí, trong tay lấy đều là thần binh, có thể thấy được bọn họ phía sau ưu việt điều kiện, này 10 người sau lưng sinh có dị tượng, đều lai lịch bất phàm, nếu chuẩn xác mà nói, thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm tính đệ nhất thê đội thiên kiêu nói, kia bọn họ chính là đệ nhị thê đội thiên kiêu, có ngạo nhân chỗ. Lúc này, này 10 người dục muốn lên núi, dẫn tới không ít người vây xem, bởi vì bọn họ là hiện tại nơi nơi này, nhất có hy vọng lên núi người, mọi người đều muốn biết, các thiên kiêu kia đi lên lúc sau, thông tiên sơn sẽ giáng xuống như thế nào phúc trạch, sẽ cho dư này đó truyền thừa. Ở mọi người chúng mục hạ, này 10 người bước lên thông tiên sơn, bọn họ thực lực mạnh mẽ, tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền bước ra trăm mét trời cao, hơn nữa tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ hướng lên trên hướng. Thông tiên sơn cũng cảm nhận được những người này thiên tư, này tòa núi lớn bắt đầu phát ra mỏng manh quang mang. Hấp dẫn, một người trong lòng đại hỷ, hắn tên là Y Thiên sau lưng dị tượng là một chương bức hỏa cuộn tròn, vô cùng khủng bố. Này 10 người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, mọi người đều biết, thông tiên sơn tỏa sáng, là chứng minh phải có phúc trạch dáng xuống. Đang lúc bọn họ trong lòng mừng như điên là lúc, kia ánh sáng đột nhiên biến mất, ngược lại này thông tiên sơn sơn thể, thế nhưng trở nên đen nhánh một mảnh, cuồng bạo áp lực, từ trên không thổi quét mà đến, thẳng đến 10 người mà đến. Thật lớn lực áp bách từ thông tiên sơn dâng lên tới, thẳng đến này 10 người. Y thiền đám người mừng như điên tâm tình, tại đây một khắc giống như cho tàn giống nhau, tại đây cuồng bạo dưới áp lực, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị này khủng bố lực lượng tạp rơi xuống, một đám thật mạnh ngã trên mặt đất, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng làm cho bọn họ 10 người phi thường chật vật. Sao lại thế này? Nguyên bản đều phải có phúc trách xuất hiện, vì cái gì lại biến thành như vậy? Chuyện này không có khả năng, ta chờ đều là ngút trời anh tài sao có thể liền này thông tiên sơn đều không thể đi lên. Này 10 cái người tưởng không rõ, bọn họ nhìn chầm chầm trước mắt này tòa núi cao, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Trương Huyền cũng không có đối y thiền 10 người từng có nhiều để ý, thấy bọn họ rất xuống sơn, Trương Huyền liền mãi động cước bộ, chúng ta đây đi thôi. Cùng Trương Huyền ở bên nhau chín mệnh kiếm tu dùng sức nuốt khẩu nước bọt, bọn họ nhìn đến kia 10 người lên núi, trong lòng đối chính mình hoàn toàn không có một chút tin tưởng, nhưng vẫn là muốn nỗ lực nếm thử một chút, này bản thân chính là cái khảo nghiệm. Thấy Trương Huyền người người muốn lên núi, y thiền đám người, tất cả đều khinh thường trào phúng lên. Các người đi lên mất mặt sao? Ha ha, không biết trời cao đất dày, người nào đều dám lên núi. Không nhìn xem chính mình là thứ gì liền hướng lên trên mặt chạy. Loại thực lực này, vẫn là hồi tông môn làm ruộng sẽ sống được càng thoải mái một chút. Y thiền 10 người vừa mới thất bại, thấy liền có thực lực thấp kém người tưởng đi lên thử xem, trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu. Vây xem người cũng ra tiếng nói, vừa mới 10 vị thiên kiêu đều không thể lên núi thành công, này tiên sơn quy tắc, tất nhiên đã đã xảy ra biến hóa, các người vẫn là không cần tùy ý lên núi. Đúng vậy, tiên sơn quy tắc biến thành cái dạng gì ai cũng không biết, các ngươi như vậy tùy tiện lên núi, kia không phải ảnh hưởng mặt sau người sao. Đừng đăng! Đứng ở trương huyền phía sau một người kiếm tu nhịn không được mở miệng, các ngươi là có ý tứ gì? Này thông tiên sơn mỗi người đều có thể thượng, dựa vào cái gì chúng ta liền lên không được. a à, y thiền cười lạnh một tiếng, người khác thượng, là có lên núi hy vọng, mà các ngươi đâu? Lại cho các ngươi 10 năm, trăm năm, các ngươi cũng không tư cách bước lên ngọn núi này. Ngươi, tên này kiếm tu còn tưởng nói chuyện, lại bị đồng môn sư huynh ngăn cản xuống dưới, ý bảo hắn không cần cùng y thiền khởi tranh chấp. Trương huyền không để ý đến này đó, lập tức chiều sơn thể đi đến, kia chín tên kiếm tu cũng đều cùng Trương Huyền cùng nhau, bước lên thông tiên sơn. Vây xem người y thiền đám người, đều khóe môi treo lên cười lạnh, chuẩn bị xem bọn họ chê cười. Mà đương Trương Huyền bước lên thông tiên sơn trong nháy mắt kia, cả tòa sơn thể, đột nhiên nở rộ kim mang. Không chung bên trong, đám mây quay cuồng lên, dây tiếp theo, ngũ sắc quang mang từ kia tầng mây bên trong xuất hiện, chiều thông tiên sơn thẳng tắp phóng tới, cả tòa sơn thể, ở kim sắc quang mang lúc sau, triệt triệt để để nở rộ ngũ sắc quang hoa thiên a ngũ sắc quang hoa đây là đại phúc trạch sao có thể những người này vừa mới bước lên sơn khiến cho thông tiên sơn giáng xuống loại này phúc trạch đây là đến đến truyền thừa a này đến là như thế nào thiên tư mới có thể đưa tới loại này phản ứng thông tiên sơn biến hóa làm vây xem người mở to hai mắt nhìn đồng thời cũng làm y thiền 10 người cảm thấy không thể tin tưởng Bước lên thông tiên Sơn Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ha ha, đây là tính toán hướng ta triển lãm một chút thực lực sao. Ở thông tiên Sơn sở phát ra quang mang giữa, Trương Huyền cảm nhận được vô số loại năng lượng hệ thống, này đó năng lượng hệ thống, đều là có thể làm truyền thừa truyền bá đi xuống, mà này đó, đều là ở cảm nhận được Trương Huyền tồn tại lúc sau, mới toàn bộ xuất hiện. Cùng Trương Huyền ở bên nhau chín tên kiếm tu trong lòng đại hỷ, vội vàng bắt đầu hiểu được. Ta đã biết, chân núi y thiền hét lớn một tiếng, này Phúc Trạch căn bản không phải thuộc về bọn họ 10 cái, chỉ bằng bọn họ 10 cái loại thực lực này, sao có thể đưa tới Tiên Sơn giáng xuống Phúc Trạch. Đây là vừa mới ta chờ đưa tới Phúc Trạch, ở đại Phúc Trạch trước mặt, tất nhiên sẽ xuất hiện bắn ngược. Chúng ta mới xuống núi bọn họ liền đi lên, đây là nhặt chúng ta tiện nghi. Đối. Không tôi, này nguyên bản hẳn là thuộc về chúng ta kỳ ngộ, bị người khác ăn trộm. Bọn họ 10 cái chính là một đám ăn trộm. Y Thiền thân hình nổ lên, trực tiếp hướng trương huyền ra tay đồng thời giống to ra tiếng cút cho ta xuống dưới đây là thuộc về ta phúc trạch y thiền thực lực mạnh mẽ hắn phía sau bức hỏa cuộn tròn giữa thổi quét ra ngập trời ngọn lửa thiêu hướng trương huyền trương huyền quay đầu lại mắt lạnh nhìn y thiền theo sau vươn một lóng tay khẽ quát một tiếng lăn liền ở trương huyền này một chữ dưới y thiền phía sau bức hỏa cuộn tròn thế nhưng bị hoàn toàn xé rách đầy trời ngọn lửa biến mất không còn y thiền một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệch, thân hình bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở mặt đất. Vây xem tu sĩ, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi không thể miêu tả, này nhìn như thường thường vô kỳ một người, chỉ là hư không một lóng tay, trong miệng một chữ, liền xé bỏ y thiền phía sau dị tượng, làm này miệng phun máu tươi trọng thương. Trương Huyền không có lại nhiều xem y thiền liếc mắt một cái, hắn ánh mắt quét hạ chính mình bên cạnh chín tên kiếm tu, đã ở vào mộ đạo trạng thái. Các ngươi lựa chọn cùng ta cùng nhau lên núi, cũng coi như là các người cơ duyên. Trương Huyền ngón tay nhéo cái pháp quyết, ở chín người bên cạnh bày ra một tầng trận pháp, theo sau đi trước một bước, bôn đỉnh núi mà đi. Trương Huyền không nghĩ tới chính là hôm nay sự làm sơn hải giới ở mười mấy năm sau, nhiều ra chín tên tuyệt thế kiếm tu. Thấy Trương Huyền biến mất, cùng Y Thiền cùng nhau mấy người trong mắt còn mang theo kiên kỵ. Y Thiền, người này thực lực khủng bố, đừng trêu chọc đi. Một người nhìn Y Thiền trong mắt không cam lòng khuyên can nói. Thực lực khủng bố cái rắm y thiền lau một phen khóe miệng máu tươi, vừa mới hắn bất quá là làm bộ làm tịch, chân chính thương đến ta, là thông tiên sơn lực lượng, ta đã quên, ở dáng xuống phúc trạch là lúc, người ngoài không thể đi quấy dày, hắn bất quá là nhặt chúng ta tiện nghi lên núi, không có việc gì, ta sư huynh thực mau liền tới rồi, đến lúc đó làm ta sư huynh mang ta bước lên, ta lên núi, sẽ làm hắn đẹp. Y thiền trong mắt tràn ngập hận ý. Lúc này Trương Huyền, mấy cái lắc mình, làm thông tiên sơn ngũ sắc hoa quang đại chán, mà ở cái này quá trình giữa, hắn đã thành công lên núi, đi vào thông tiên sơn đỉnh. Thông tiên sơn, tại đây phía trước, không có người đăng đỉnh quá, ở kia thánh chủ chiến lực đó là đứng đầu niên đại, không có người có này phân thực lực. Mà hiện giờ, vùng cấm truyền nhân hiện ra, các loại cổ xưa truyền thừa xuất hiện, rốt cuộc là đánh vỡ thông tiên sơn quy tắc. Trương Huyền nhìn trước mắt cao ngất bạch ngọc cột đá, kia cột đá phía sau cung điện, có điểm suy nghĩ cẩn thận, nơi này vì sao phải thông tiên sơn. Chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho Trương Huyền theo bản năng nghĩ tới thần thoại chuyện xưa giữ ghi lại Nam Thiên Môn, ai có thể nghĩ đến, ở thông tiên sơn đỉnh, sẽ tồn tại như vậy một cái cung khuyết, ở mây mù lượn lờ bên trong, rất có loại tiên cảnh cảm giác. Mà lúc này, thông tiên sơn thượng, đã tụ tập hơn một ngàn người, đường thông tiên sơn quy tắc thay đổi lúc sau, mỗi người đều có lên núi khả năng, lên núi khó khăn, cũng so với phía trước muốn nhỏ vô số lần. Trương Huyền lên núi sau, cũng nghe được một ít tin tức. Kỳ thật không cần Trương Huyền cố tình đi hỏi thăm, hiện tại trên núi người, trong miệng thảo luận, tất cả đều là về kia đứng đầu chiến đấu sự. Hiện tại Thông Tiên Sơn thượng đỉnh cấp cao thủ, chia làm vài cái phe phái. Một cái bị gọi Thánh Địa phe phái, là từ 10 đại Thánh Địa cộng đồng tạo thành, mà dẫn dắt bọn họ là phương Tây Phật quốc đi ra Phật chủ, còn có kia bắt được âm dương chân lý người, phương Tây Phật quốc Phật chủ mọi người đều sớm có nghe thấy phía trước phương tây Phật quốc liền đi vào một người Phật tử hiện giờ là vì kia Phật tử ngộ đến chân ngã lĩnh ngộ đại trí tuệ thực lực siêu phàm nên đến âm dương chân lý người lại trước nay chưa từng nghe nói âm dương là một loại thực huyền ảo lực lượng hướng nhỏ nói đơn giản là hai loại lực lượng điều hòa nhưng hướng lớn nói đó chính là ban ngày cùng đêm tối trời xanh cùng đại địa loại này lực lượng hạn mức cao nhất rất cao hạn cuối cũng rất cao mà một khác phe phái bị gọi cổ thú phe phái Người lãnh đạo là Ma giao Quật truyền nhân, Ma Huyền Vũ hậu nhân, cùng với Đoạt Tiên, này ba vị địa vị thật lớn, thực lực khủng bố, trong đó Luân chuyển Thánh địa cùng Cửu cung Thánh địa đã gia nhập cổ thú phe phái. Mà còn có một phương, bị gọi vùng cấm phe phái, trong đó Thao Thiết truyền nhân, cũng chính là Lực Cắn Nuốt truyền nhân, còn có Huyền Hoàng truyền nhân, Băng cung truyền nhân, lấy này ba người cầm đầu, thực lực cũng rất mạnh, kỳ hạ lãnh đạo các đại vùng cấm truyền nhân, nhưng nghe nghe ý kiến không hợp, khác nhau rất lớn. Những cái đó vùng cấm truyền nhân là bách với này ba người cường đại thực lực, mới tạm thời cúi đầu, nhưng nhân tâm không xong. Này Tam Phương vừa bước đỉnh, liền đấu lên, bất quá vùng cấm phe phái cùng thánh địa phe phái không biết sao lại thế này, trực tiếp liên hợp lên, đánh cổ thú phe phái không dám ngẩng đầu, cuối cùng một người tự xưng tiệt dậy ra tay, trợ giúp cổ thú phe phái, mà tiệt giáo động thủ lúc sau, thần thánh thiên quốc cũng gia nhập tiến vào, cuối cùng không biết đạt thành cái gì giải hòa chiến đấu dừng lại, nhưng căn cứ phía trước loạn đấu, đại gia cũng đối những người này thực lực tiến hành rồi một cái xếp hạng. Không đề cập tới thần thánh thiên quốc cùng tiệt giáo này hai đại siêu nhiên thế lực, ở tam đại phe phái giữa, thực lực cường hãn nhất một người, là thao thiết truyền nhân, tay cầm lực cắn nuốt, đánh nhau lên, tế khởi lực cắn nuốt, quản ngươi cái gì sát chiêu, ta một mực nuốt chi, rất có bẩm sinh lập với bất bại cảm giác, thực lực đứng hàng đệ nhất. Mà thực lực đứng hàng đệ nhị, còn lại là ma giao quật truyền nhân, trong tay hắn kia côn ma kích vài vị khủng bố, hơi chút đụng vào liền sẽ bị nghiệp trướng quấn thân. Thực lực vị thứ ba, là đoạ tiên, đến từ tiên nhân một mặt chấp nghiệp, trong tay kiếm khí sắc bén, công phạt khủng bố. Trương Huyền hơi chút hỏi thăm chút tin tức, liền nắm đúng tình huống, tính toán đi trước tìm lâm thanh hạm hỏi một chút. Liền hắn, sư huynh, chính là hắn. Một đạo thanh âm ở Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu lại nhìn lại, liền thấy bị chính mình xé rách dị tượng y thiền đứng ở chính mình phía sau, mà y thiền bên cạnh, còn đứng một người thanh niên, này thanh niên chỉ là đứng ở nơi đó, phía sau liền triển lộ ngập trời khí thế, thẳng tắp hướng chính mình đè xuống. Sư huynh, chính là hắn đoạt ta phúc nguyên, còn mượn cơ hội lên núi. Y thiền chỉ vào trương huyền, đầy mặt hận ý. Nga, lá gan không nhỏ, y thiền bên cạnh thanh niên cười lạnh một tiếng, người cũng biết, hắn là ta vưu đống sư đệ, Trương Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, vưu đống, không nghe nói qua. Lớn mật, vưu đống gầm lên một tiếng, dám đối với ta không tôn kính người, đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Vưu đống khi nói chuyện, đã là ra tay, thẳng đến Trương Huyền mà đến, hắn sau lưng dị tượng giãn ra, đồng dạng cũng là một trương núi sông đồ, chẳng qua nội dung so y thiền càng thêm đầy đặn, từ này liền có thể thấy được, hai người sư suốt đồng môn, thả vưu đống thực lực càng cường, có thiên đạo bốn trọng đỉnh núi. Khi thiền đứng ở một bên, nhìn Trương Huyền, phát ra cười lạnh, ở trong mắt hắn, Trương Huyền đã là người chết rồi. Vưu đống ra tay, trực tiếp liền hạ tử thủ, hoàn toàn không thèm để ý. Trương Huyền nhìn lướt qua vưu đống, ở vưu đống tiếp cận trước người khi, Trương Huyền một bước tiến lên trước, chỉ là dùng bả vai như vậy va chạm, vưu đống cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Này nhìn như đơn giản va chạm, lại ẩn chứa quá nhiều, đường vưu đống bay ngược đi ra ngoài kia một khắc, hắn phía sau núi sông bước hỏa cuộn tròn, đang ở bị một cổ lực lượng phá hủy, liền thấy kia bình tĩnh núi sông đồ chung, một cổ hắc khí đột nhiên toát ra, điên cuồng phá hủy núi sông đồ nội hết thảy. Vưu đống kinh hãi, muốn ngăn cản, hắn núi sông đồ nội hội tụ vô số dị tượng nhằm phía kia hắc khí. Hắc khí hóa thành một phen màu đen dìu lớn, đối mặt vưu đống ngăn cản, kia một dìu bỗng nhiên phách chặt bỏ đi, vưu đống sở hữu chống cự, tại đây màu đen dìu lớn dưới, cái gì đều không dư thừa, hóa thành bụi đất. Này màu đen dìu lớn, chính là hủy diệt chi lực biến thành. Hủy diệt chi lực từ đâu mà đến? Trương Huyền hiện giờ tự thành nhất thể, hắn thiên đạo hằng tinh, đã có sinh mệnh ở dựng dục, đây là khai thiên chi lực, mà đồng dạng, có thể sáng lập một phương thế giới, tự nhiên cũng liền có hủy diệt một phương thế giới năng lực. Núi sông đồ là bắt trước tiểu thế giới mà thành, nhưng trước sau chỉ là bắt trước, như thế nào có thể khiêng được đến từ Trương Huyền kia chân chính hủy diệt chi lực. Ở màu đen dìu lớn dưới, núi sông đồ nội rách nát một mảnh, Vưu Đống phun ra mồm to máu tươi, sắc mặt giống như giấy vàng giống nhau khó coi. Trương Huyền rốt cuộc không lại nhiều xem Vưu Đống liếc mắt một cái, cất bước đi xa. Y Thiền lập tức phi thân tiến lên, nâng trụ Vưu Đống, đại kinh thất sắc, "Sư huynh, người thế nào?" Vưu Đống lại là một ngụm máu tươi phun ra, lúc này mới che lại ngực gian nan nói, "Phản phệ. Sư tôn nói qua, ta chờ bắt trước một phương thế giới, tùy thời khả năng lọt vào thiên đạo phản phệ." nhưng này phản phệ chi lực vẫn luôn bị ta áp chế nhưng vừa mới kia tiểu tử va chạm làm ta áp chế buông lỏng phản phệ chi lực ra tới vưu đống chỉ đương đây là phản phệ hắn căn bản sẽ không nghĩ đến này hủy diệt tính lực lượng là xuất từ người khác tay đều do hắn đi thiền hận đến nghiến răng nghiến lợi đoạt chính mình cơ duyên không nói còn đem sư huynh hải thành như vậy giờ bẩn lão thử đi ta nhận thức mờ mịt thánh địa sư huynh đi trước tìm bọn họ thù này cần thiết muốn báo Vưu đống nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thiền gật gật đầu, đỡ vưu đống, chiều mờ mịt thánh địa mà đi. Lúc này, tám gã thánh địa người thừa kế vừa mới từ một tòa trong phòng ra tới. Kỳ thiền đỡ vưu đống đi thong thả lại đây. Mờ mịt sư huynh, vưu đống đầy mặt thống khổ, đi vào mờ mịt thánh tử trước người. Vưu sư đệ, mờ mịt thánh tử nhìn thấy vưu đống như thế bộ dáng, mày nhân lại, sao lại thế này? Như thế nào làm thành như vậy? Mờ mịt sư huynh chúng ta ở dưới chân núi nhìn thấy một người, người nọ đoạt chúng ta cơ duyên, hơn nữa mượn cơ hội lên núi, ta sư huynh tìm hắn lý luận, kết quả người nọ dùng kế khiến cho ta sư huynh trong cơ thể công pháp phản vệ. kỳ thiền sinh động như thật miêu tả một phen. Đoạt cơ duyên, mờ mịt thánh tử mày gắt gao nhân lại, còn có bực này sự. Đi, ta đi cho các ngươi làm chủ, này thông tiên sơn cơ duyên, là phúc trạch, bồi dưỡng có tiềm lực hạng người, như thế nào còn dám cướp lấy, cả gan làm loạn thấy mờ mịt thánh tử có thể cho làm chủ, y thiền hưng phấn không thôi. Thánh địa, siêu thoát hết thảy phía trên, mờ mịt thánh tử nếu ra tay, ai có thể thảo được hảo. Audio điện tử võ tấn bền Mờ mịt thánh tử nguyện ý ra tay, vưu đống cùng y thiền đều vô cùng hưng phấn. Đi thôi, gặp được phiền toái, chúng ta cùng đi nhìn xem. Làm ác hạng người, là nên nghiêm trị. Mờ mịt thánh tử bên cạnh, Càn Khôn Thánh Tử cùng Ngọc Hư Thánh Tử cũng đều ra tiếng. Vưu Đống cùng Y Thiền ở kia nghe càng thêm cao hứng, này không phải một vị Thánh Tử ra tay, là ba vị. Mờ mịt Thánh Tử hỏi, Vưu Sư Đệ, người ở đâu đâu? Vài vị sư huynh, ta biết, cùng ta tới. Y Thiền vội vàng ra tiếng. Mờ mịt Thánh Tử ba người, đi theo Y Thiền Sư Huynh Đệ hai cái, chiều một tòa kiến trúc đi đến. Trương Huyền đã đến lúc sau, hỏi thăm một phen, tam đại phe phái khu vực là phân chia mở ra, mà chính mình hiện tại nơi khu vực là thánh địa phe phái, muốn đi vùng cấm phe phái còn có một đoạn đường phải đi, Trương Huyền cũng không nóng nảy, vừa vặn nhìn xem tình thế. Tiệt giáo chôn căn đâm sâu vào, không hảo hảo phân tích một chút, thật đúng là không biết ai là người, ai là quỷ. Hiện giờ, tiệt giáo sắp đã đến, cuối cùng một trận chiến sắp bắt đầu, không thể thiếu cảnh giác. Tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Một đạo thanh âm giống ở Trương Huyền. Trương Huyền mày nhăn lại, hắn vẫn luôn không có động thủ giết người, chính là lười đến so đo, ai ngờ những người này lại mà tam tìm tới phiền toái. Tuy là Trương Huyền đưa bọn họ trở thành tiểu bằng hữu, hiện tại trong lòng cũng thực khó chịu, rốt cuộc tiểu bằng hữu giữa, cũng có hùng hài từ loại này đừng. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, y thiền cùng vưu đống hai người, liền đứng ở chính mình phía sau, mà đi theo hai người bọn họ tới, còn có một cái quen thuộc gương mặt, mờ mịt thánh tử. Mà dư lại hai người, Trương Huyền cũng không nhận thức nhãn hiệu lâu đời càn khôn thánh tử cùng ngọc hư thánh tử đều đã chết ở trương huyền trong tay mờ mịt thánh tử ở nhìn đến trương huyền kia một khắc liền ngây ngẩn cả người tuy rằng cùng trương huyền đánh đối mặt cũng không nhiều nhưng người này hắn nhớ rõ rành mạch ở ngây người qua đi mờ mịt thánh tử theo bản năng nhìn về phía càn khôn thánh tử phương hướng hắn nhưng rất rõ ràng nhãn hiệu lâu đời càn khôn thánh tử chính là chết ở người này trong tay hơn nữa chỉ ra nhất chiêu người này đến từ thủy tổ nơi thân phận thần bí nói không rõ Mờ mịt thánh tử đám người lúc ấy còn cộng lại, này Trương Huyền cũng chính là quen thuộc thủy tổ nơi quy tắc, cho nên mới có thể như vậy cuồng vọng, chờ trở về Sơn Hải Giới, tự nhiên kêu hắn đẹp, nhưng hiện tại đã về tới Sơn Hải Giới, mờ mịt thánh tử nhìn thấy Trương Huyền, trong lòng vẫn là có chút e ngại, loại cảm giác này, hắn nói không rõ, chính là đụng tới ma giao quật truyền nhân, cũng không loại cảm giác này. Mờ mịt thánh tử không có ra tiếng, càn khôn thánh tử cùng ngọc hư thánh tử, nhưng thật ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, tại đây nhân thân thường, bọn họ không có cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở, bình thường tới nói, nếu đụng tới loại này hơi thở nổi liếm người, bọn họ là sẽ không cho nên đi trở mặt, rốt cuộc có thể lên núi không có kẻ yếu, đem chính mình hơi thở thu liếm đến như thế trình độ, không phải cái gì đơn giản hạng người, có thể kết giao tự nhiên là muốn kết giao một chút. Bất quá vừa mới nghe vưu đống cùng y thiền theo như lời, người này là có người khác phúc trạch bước lên sơn, vậy không có gì băn khoăn. Tiểu tử, ngươi cho rằng sự tình liền kết thúc, Ngươi đoạt ta cơ duyên, hỏng rồi ta sư huynh căn cơ, có rất nhiều người thu thập ngươi." Y Thiền cười lạnh. Trương Huyền nhìn lướt qua Y Thiền phía sau, cười nói, "Đây là tính toán xen vào việc người khác." Ngọc hư thánh tử cùng Càn Khôn thánh tử địa vị rất cao, bọn họ tuy rằng mới từ thánh địa chung ra tới, nhưng khoác cái này danh hào, mặc kệ đi đâu, đều bị người Tiểu Tâm đối đãi, chẳng sợ cùng vùng cấm truyền nhân cũng có thể tranh một tranh phong, thuộc về đứng đầu kia loại người, bất quá đương ma giao quật truyền nhân chờ cường đại tồn tại sau khi xuất hiện, Bọn họ tồn tại dần dần bị xem nhẹ, hiện tại người nhắc tới lên đều là cái gì cổ thú truyền nhân, cái gì Phật chủ, căn bản không đề cập tới thánh địa. Loại cảm giác này, sớm bảo các đại thánh tử khó chịu, nhưng lại không hảo phát tác, mà hiện tại Trương Huyền thái độ làm cho bọn họ cảm giác đã chịu trong mắt khiêu khích. Ngọc Hư thánh tử đi phía trước bước ra một bước, "Tiểu tử, người đoạt người truyền thừa, hủy người căn cơ, tâm tư không thuần, lưu ngươi không được. Hôm nay, khiến cho ta tới giáo huấn một chút ngươi." Giáo huấn ta, Trương Huyền cảm giác có vài phần ý tứ, cái gì lai lịch. Đây là Ngọc Hư Thánh Tử Sư Huynh, y thiền vẻ mặt kiêu ngạo, bên cạnh vị này chính là Càn Khôn Thánh Tử Sư Huynh, còn có mở mịt Thánh Tử Sư Huynh, ở ba vị Sư Huynh trước mặt, người cuồng cái gì cuồng. Ai cũng chưa chú ý chính là, ở y thiền nói ra ba vị Sư Huynh thời điểm, mở mịt Thánh Tử sau này lui hai bước. Ngọc Hư Thánh Tử, Trương Huyền khẽ cao mày, thủy tổ nơi sự, hắn đã khẳng định Ngọc Hư Thánh Địa cùng tiệt giáo có quan hệ, này không đợi chính mình tìm Ngọc Hư Thánh địa tính sổ đâu, đối phương liền chủ động đã tìm tới cửa. Trương Huyền này nhíu mày động tác, càng là làm Ngọc Hư Thánh tử đã chịu kích thích. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Ngọc Hư Thánh tử một bước tiến lên trước, tại đây một khắc, thuộc về thánh chủ cấp bậc chiến lực, hoàn hoàn toàn toàn triển lộ ra tới, giờ khắc này, Ngọc Hư Thánh tử phía sau, dị tượng ngập trời, đây là một tòa tiên sơn, tại đây tiên sơn phía trên, mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có linh hạc bay qua sơn gian có kia con ngựa trắng nhảy lên nhìn kỹ đi con ngựa trắng hai sườn thế nhưng chiều dài hai cánh đương này dị tượng xuất hiện nháy mắt khiến cho không ít người lực chú ý sao lại thế này không phải nói ngừng chiến sao vì cái gì lại động thủ hơn nữa vẫn là thánh chủ cấp bậc chiến lực xem này dị tượng là ngọc hư thánh tử đi khẳng định là cổ thú phái cùng vùng cấm phái làm đánh lén mọi người thảo luận đồng thời cũng chiều cái này phương hướng tới rồi Ngọc hư thánh tử hướng Trương Huyền một quyền oanh ra, đồng thời hét lớn, nhận lấy cái chết. Trương Huyền xem ra tới, Ngọc hư thánh tử này một quyền, không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, nếu chính mình thật sự chỉ là một người bình thường tu sĩ, tất nhiên muốn tại đây một quyền dưới bị oanh sát, đối phương trong mắt bạo ngược, Trương Huyền xem rành mạch. Theo Ngọc hư thánh tử này một quyền, hắn sau lưng tiên sơn bên trong, kia xuyên vân linh hạc lại là trực tiếp bay ra tiên sơn, thẳng đến Trương Huyền mà đến, kia linh hạc đồng chung, lại là huyết hồng chi sắc vô cùng thô bạo. Đối mặt Ngọc Hư Thánh Tử này toàn lực một quyền, Trương Huyền không sợ chút nào, đồng dạng cũng là một quyền oanh ra. Hai người quyền tướng mạo tiếp, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng ở không chung, lại là bang một tiếng, kia bay ra linh hạc thế nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra, máu tươi từ không chung tươi xuống. Ngọc Hư Thánh Tử bước chân liên tục lui về phía sau, lúc này mới dỡ xuống Trương Huyền này một quyền chi lực. Cảm nhận được Trương Huyền này một quyền chịu uy, Ngọc Hư Thánh Tử thần sắc ngưng trọng, đồng thời cũng theo bản năng nhìn mắt Y Thiền cùng Vưu Đống hai người, hắn biết chính mình bị này hai người che mắt, trước mặt người này thực lực, căn bản không cần đi đoạt lấy này hai người phúc duyên, bất quá, nếu đã đấu võ, thuộc về thánh địa kiêu ngạo, sẽ không làm Ngọc Hư Thánh Tử đi đem việc này hóa giải. Càn Khôn Thánh Tử tuy rằng là quan chiến, nhưng cũng thấy rõ, hắn mặc kệ Trương Huyền là cái gì thân phận, nhưng hiện tại ít nhất hắn là cùng Ngọc Hư Thánh Tử đứng chung một chỗ, Càn khôn thánh tử một cái nhảy thân tiến tràng, Ngọc Hư Sư Huynh, đối phó loại người này không cần lưu tình mặt, người muốn không hạ thủ được, để cho ta tới hảo. Trương Huyền nhìn ra tới, hai người đây là muốn hai đánh một. Trương Huyền cười, nhìn về phía đứng ở phía sau mờ mịt thánh tử, cùng nhau bỏ ra đầu, không bằng cùng nhau tốt nhất. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía mờ mịt thánh tử. Mờ mịt thánh tử sắc mặt nhiều lần biến hóa. Khi thiền ở một bên dậm chân, người cho rằng ngươi là cái thứ gì? tùy tiện một người thánh địa sư huynh là có thể muốn ngươi mệnh. Trương Huyền không để ý đến Y Thiền, như cũng nhìn mờ mịt thánh tử, hỏi ngươi đâu, muốn ba người cùng nhau thượng sao. Mờ mịt thánh tử cường bài trừ một bộ tươi cười, ra ngoài mọi người dự kiến trả lời, Trương Huynh hiểu lầm, ta chỉ là đến xem mà thôi, cũng không tham dự. Lúc ấy mờ mịt thánh tử đám người tuy rằng ngoài miệng nói phải về đến Sơn Hải giới sau cấp Trương Huyền đẹp, nhưng lúc này thấy đến Trương Huyền, mờ mịt thánh tử nội tâm giữa, vẫn là có một cổ nồng đậm bất an, cái loại cảm giác này, dị thường mãnh liệt, hắn có một loại trực giác, chỉ cần là chính mình dám tham dự tiến vào chuyện này, kia kết cục nhất định sẽ thực thảm. Ngọc hư thánh tử đám người ánh mắt tập trung đến mờ mịt thánh tử trên người. Mờ mịt sư huynh, người nhận thức người này, ngọc hư thánh tử mở miệng. Mờ mịt thánh tử gật gật đầu, từng có một ít sâu xa. Mờ mịt thánh tử không dám nói quá nhiều, ít nhất về thủy tổ nơi sự, hắn không dám đề. Rốt cuộc, tiền nhiệm ngọc hư thánh tử liền chết ở thủy tổ nơi tuy rằng nguyên nhân chết không biết nhưng đại gia thực tự nhiên đều liên tưởng đến trương huyền trên người chỉ có hắn có này phân thực lực bao gồm càn khôn thánh tử nguyên nhân chết cũng không có người đi nói vưu đống không cấm nhìn về phía y thiền hắn tính nghe minh bạch người này cùng mờ mịt thánh tử nhận thức hơn nữa không riêng nhận thức mờ mịt thánh tử không tham dự chuyện này chung đã đủ để thuyết minh đối phương thân phận cùng thực lực hiện tại mọi người đều biết thánh tử chỉ là một cái cách nói, việc này sau khi kết thúc, đại gia thánh chủ thân phận liền sẽ công khai. Mà người này, là một cái liền mờ mịt thánh chủ đều sẽ không đi ra tay tồn tại, như thế nào sẽ đi đoạt chính mình sư đệ cơ duyên. Y thiền là cái gì làm người, vưu đống trong lòng cũng có vài phần minh bạch, nhưng hiện tại sự tình đã phát triển đến nước này, vưu đống cũng vô pháp lại đi nói thêm cái gì, chỉ có thể tùy ý thất thố như vậy phát triển đi xuống. Nhưng vưu đống cũng rõ ràng, nếu đối phương cùng mờ mịt thánh tử có sâu xa, lần này đánh lên tới, chỉ sợ cũng chỉ là trường hợp thượng sự, chờ sự tình kết thúc, đối phương khẳng định sẽ tìm đến phiền toái, đến lúc đó nhưng không hảo chống đỡ. Ngọc hư thánh tử ở nhìn đến mờ mịt thánh tử thái độ lúc sau, trong lòng cũng nhiều vài phần kiêng kỵ, hắn có thể nhìn ra tới, mờ mịt thánh tử đây là không muốn nhiều chiêu chọc đối phương, cái dạng gì người có thể làm mờ mịt thánh tử sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu là mấy ngày phía trước, Ngọc hư thánh tử khẳng định khinh thường, bởi vì ở trong mắt hắn thánh địa cũng đã là trí cao vô thượng tồn tại nhưng mấy ngày nay sự mà giao quật truyền nhân đám người không riêng gì nói cho người khác còn có siêu việt thánh địa phía trên vũ lực tồn tại càng là đem ngọc hư thánh tử đám người tin tưởng triệt triệt để để dẫm đạp một phen nhưng liền ở vừa rồi đã động thủ ngọc hư thánh tử còn ăn cái ám khuy nếu hiện tại dừng tay kia khẳng định phải bị người nghị luận hai ngày này tin đồn nhảm nhí đã đủ nhiều mờ mịt thánh tử không nghĩ lại nghe đến mấy cái này lời nói một ít trường hợp sự vẫn phải làm. Nghĩ vậy, Ngọc Hư Thánh tử nhìn chằm chằm Trương Huyền, hỏi, huynh đệ, thực lực không tồi, sư thừa gì môn A? À? Ngọc Hư Thánh tử tưởng rất đơn giản, hỏi trước một chút đối phương nơi phát ra, mặc kệ có nhận thức hay không, đều nói cố thức, sau đó tùy tiện quá hai chiêu, việc này liền tính, đại gia mặt mũi đều có thể giữ được, rốt cuộc bản thân chính là cái lo chuyện bao đồng cha. Trương Huyền trên mặt gợi lên một mặt mỉm cười, hỏi ta sư thừa gì môn, người xứng sao? xứng sao? Trương Huyền khinh phiêu phiêu một câu, làm Ngọc Hư Thánh Tử trong lòng lửa giận bỗng nhiên dâng lên. Bởi vì vừa rồi dị tượng, nơi này đã tụ tập không ít người, mà Trương Huyền kia một câu ngươi xứng sao, đồng thời cũng truyền tới rất nhiều người trong tai, nếu lúc này còn thoái nhược, vậy thật sự trở thành người khác trong mắt trò cười. Cấp mặt không biết xấu hổ, Ngọc Hư Thánh Tử hét lớn một tiếng, phía sau tiên sơn dị tượng lại lần nữa hiện lên, tiên sơn bên trong, mây mù mờ mịt, có linh thú nhảy lên. Ngọc Hư Thánh Tử một bước tiến lên trước, liền thấy hắn phía sau tiên sơn bên trong, linh thú hót vang, phóng lên cao, kia sơn thể thừa, hiện lên quỷ dị ký hiệu, phát họa ra một bộ trận pháp. Nhìn đến như vậy một màn, chung quanh có người kinh hô. Thiên A, à, này, Ngọc Hư Thánh Tử, thế nhưng đem đại trận mang ra tới. Này trận không phải khắc họa ở Thánh Địa sao? Nhìn dáng vẻ, lần này tụ hội, so với chúng ta trong tưởng tượng thủy còn muốn thâm, bằng không Ngọc Hư Thánh Tử không có khả năng đem hộ tông đại trận đều mang theo ra tới. Đây là Ngọc Hư Thánh Tử át chủ bài, như thế nào hiện tại liền lấy ra tới, trước mặt hắn người nọ là ai? Nghị luận thanh sôi nổi, cũng truyền tiến Ngọc Hư Thánh Tử trong tai. Ngọc Hư Thánh Tử làm sao không biết đây là chính mình át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra, nhưng hắn trong lòng lửa giận thật sự là vô pháp áp lực. Trận pháp phát họa nháy mắt, kia tiên sơn bên trong, mây đen răng đầy, lôi đỉnh quấy liền trước trương huyền phía sau xuất hiện một mảnh hư ám ngay sau đó bị tiên sơn ảo ảnh sở bao phủ kia đạo đạo lôi đình ở trương huyền trên đỉnh đầu không ngưng tụ mà thành nơi này đã phát sinh sự nháy mắt liền khiến cho quá nhiều người chú ý cổ thú nhất phái vùng cấm nhất phái tất cả đều hướng bên này xem ra hộ tông đại trận đây là có thể cùng thiên đạo bát trọng chống lại đáng sợ thực lực thanh thế to lớn ngọc hư thánh tử khuôn mặt tàn nhẫn nếu ngươi không biết tốt xấu ta đây cũng không cần thiết cho ngươi lưu thể diện, chết. Ngọc hư thánh tử trong tay véo ra pháp quyết, tại đây một khắc, đất sung núi chuyển, bao phủ trương huyền tiên sơn hư ảnh nháy mắt ngưng thật, tiên sơn sụp đổ, dục muốn đem trương huyền mai táng đi vào, khủng bố đến đủ để xé rách hết thảy lực lượng ở trương huyền quanh thân tung hoành, trên bầu trời, lôi đình nổ vang, thẳng đến trương huyền mà đến. Đối mặt này hết thảy, trương huyền đột nhiên ra tay, hắn thân ảnh, cơ hồ ở nháy mắt lao ra tiên sơn sở bao phủ phạm vi, Ngọc Hư Thánh Tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại, sao có thể? Người khác không biết này Tiên Sơn quỷ dị chỗ, nhưng Ngọc Hư Thánh Tử lại phi thường rõ ràng, này đại trận một khai, Tiên Sơn tự thành nhất thể, không chịu ngoại giới khống chế cùng ảnh hưởng, đồng dạng, Tiên Sơn nội không gian cũng là hoàn toàn phong bế, muốn ra tới, trước hết cần phá trận pháp, nhưng người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Làm trưởng trận người, Ngọc Hư Thánh Tử phi thường rõ ràng, trận pháp căn bản không có bị phá, nhưng người này hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Ngọc hư thánh tử nơi nào sẽ rõ ràng, hết thảy trận pháp, ở trương huyền trong mắt, đều thùng rỗng kêu to. Đương Ngọc hư thánh tử phản ứng lại đây khi, trương huyền đã xuất hiện ở hắn trước người, đối mặt tiệt giáo dư nghiệt, trương huyền tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, một chảo vươn, thẳng thăm Ngọc hư thánh tử cổ mà đi. Ngọc hư thánh tử phản ứng đầu tiên đó là lui về phía sau, nhưng đã quá muộn, dây tiếp theo, trương huyền tay, giống như một phen kìm sắt, gắt gao tạp trụ ngọc hư thánh tử cổ. Dừng tay, càn khôn thánh tử hét lớn một tiếng. Vưu đống cùng y thiền hai người không cấm đánh cái lãnh thiền, ngọc hư thánh tử, thế nhưng không phải người này đối thủ. Hơn nữa tại như vậy đoạn thời gian nội liền bị thua. Ai dám nháo sự, Phật chủ tới. Bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Ngọc hư thánh tử nghe được Phật chủ tới này bốn chữ, cười lạnh nhìn Trương Huyền, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Ngọc Hư Thánh Tử tuy rằng cuồng vọng, tuy rằng khó chịu người khác hiện tại đem chính mình phóng tới đệ nhị đội ngũ, nhưng đối với Phật chủ thực lực, Ngọc Hư Thánh Tử có tuyệt đối tự tin. Không có tự mình đối mặt quá Phật chủ, căn bản là thể hội không đến Phật chủ trên người khủng bố. Mờ Miệt Thánh Tử không cấm lại nhìn Trương Huyền vài lần, hắn may mắn chính mình vừa mới không cùng người này động thủ, từ Trương Huyền cùng Ngọc Hư Thánh Tử giao thủ chung, Mờ Miệt Thánh Tử cảm nhận được Trương Huyền trên người kia cổ kinh khủng thực lực. Vưu Đống cùng Y Thiền hai người nghe được Phật chủ tới, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bọn họ thấy Ngọc Hư Thánh tử ở Trương Huyền trong tay ăn mệt, sợ việc này không có biện pháp kết thúc, nhưng hiện tại Phật chủ đã đến, người này như thế nào đều phải đền tội, rốt cuộc, Ngọc Hư Thánh tử chính là ở Phật chủ cái này phe phái. Theo kia một tiếng giống to rơi xuống, vận mệnh chú định, có tụng kinh tiếng vang lên, liền thấy đỉnh đầu chư thiên có 36 Phật Đà hư ảnh hiện ra, Phật Đà ngồi xếp bằng hư không cầm trong tay Phật ra bảo khí, trong miệng không ngừng lầm bẩm Ngay sau đó, đầy trời kim quang tưới xuống, theo sau, một đạo thân ảnh với này đầy trời kim quang giữa đạp bộ mà ra, phía sau áo cà sa bay múa, nhưng theo người này ảnh một chân bán ra, đầy trời tụng kinh thanh đột nhiên im bặt kia bay múa áo cà sa, lại lần nữa rơi xuống, phảng phất hết thảy đều tại đây người một bước dưới, trần ai lạc định. Đây là Phật chủ sao? Được đến phương Tây Phật quốc cộng đồng tán thành, tìm hiểu cổ kinh người nghe đồn kia phật quốc cổ kinh bên trong ghi lại kiếp trước kiếp này ghi lại quá khứ tương lai tìm hiểu cổ kinh nhưng chứng phật đạo kỳ thật phật chủ chân chính làm người đáng sợ đều không phải là là này đó một đạo lại một đạo thanh âm vang lên bên này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt xem ra ngọc hư thánh tử trong lòng cười lạnh mờ miệt thánh tử còn lại là ngờ vực bởi vì hắn từ trương huyền trên mặt không có nhìn đến bất luận cái gì kinh hoàng cái này làm cho hắn không cấm suy đoán Trương Huyền rốt cuộc có cái gì át chủ bài, đi đối mặt Phật chủ. Trời cao trung xuất hiện thân ảnh càng ngày càng gần, tuy rằng chỉ có một người, nhưng mang đến áp lực, có thể so với thiên quân vạn mã. Thân ảnh rơi xuống đất, đôi tay với trước người tạo thành chữ thập, chậm rãi đi tới. Các ngươi nói người kia là ai? Ở Phật chủ trước mặt có thể căng vài lần hợp. Ta chỉ sợ, ba chiêu phải bị thua, Phật chủ là người phương nào? Phương Tây Phật Quốc Cộng Cử, thả hiểu thấu đáo cổ kinh, khủng bố đến cực điểm. Nghe đồn đây là chín thế cao tăng, vô cùng cường đại. Mỗi một đời đều lai lịch khủng bố. Mỗi người lầm bẩm phải biết rằng, có thể bước lên thông tiên sơn, kia cũng đều là thiên kiêu tồn tại, có thể bị các thiên kiêu kia cộng cử, có thể thấy được này khủng bố. Ngọc hư thánh tử cười lạnh không thôi, chuẩn bị xem người này thảm trạng. Thân ảnh liền như vậy chậm rãi mà đi, đi đến trương huyền trước mặt, mỗi một bước, đều mang cho người bất đồng cảm thụ, phảng phất đi ra như vậy vài bước, chính là đi ra người khác cả đời. Mười mấy giây sau, thân ảnh ở Trương Huyền trước mặt dừng lại. A-di-đà Phật, Ngọc Hư Thánh Tử song quyền nhéo lên, đã chờ không kịp xem người này bị Phật chủ dẫm với dưới chân trường hợp. Trương Huyền khuôn mặt cổ quái nhìn trước mắt người, đột nhiên nhướng mày, người trang bức. Trương Huyền này khinh phiêu phiêu ba chữ, nghe được chung quanh người, đều là sửng sốt. Tình huống như thế nào? Người này, to gan lớn mật hắn cũng dám cùng Phật chủ nói như vậy. Đây là ngại chính mình chết không đủ mau sao. Ngọc hư thánh tử ở bên cạnh nghe được trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi. Đúng vậy, người liền cuồng vọng, người càng cuồng vọng càng tốt, ta liền muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có thể cuồng vọng tới trình độ nào. Ngọc hư thánh tử trong mắt mang theo tàn nhẫn, hắn vừa mới đã tế ra át chủ bài, lại như cũng không có thể đem trương huyền thế nào, chính mình càng là mất hết mặt, hiện tại tự nhiên hy vọng có người có thể đem Trương Huyền gắt gao đạp lên dưới chân. Ngọc Hư Thánh Tử thừa nhận, người này là có cuồng vọng tư bản, nhưng này tư bản, còn chưa đủ ở Phật chủ trước mặt bừa bãi. Người ngoài chưa thấy qua Phật chủ thủ đoạn, nhưng Ngọc Hư Thánh Tử gặp qua, ở thông tiên sơn thượng một trận chiến, Phật chủ biến ảo kim thân, chiếu dọi chư thiên Phật đà, khủng bố vô cùng. Trương Huyền trước người, bóng người hơi hơi lui về phía sau một bước. Ngọc Hư Thánh Tử trên mặt tươi cười, càng ngày càng thịnh liền ở tất cả mọi người cho rằng Phật chủ sắp sửa ra tay khi, lại thấy kia ít khi nói cười Phật chủ, đột nhiên mở ra hai tay, hướng trước người nam nhân liền phải một cái đại đại ôm. Ca, ta muốn chết ngươi lạp. Phật chủ này phiên hành vi, xem ở đây người, mở to hai mắt nhìn. Phật chủ là cái gì tồn tại? Chín thế tăng nhân. Phật quốc cộng cử. Tìm hiểu cổ kinh. Thực lực thông thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Này một bước bộ dáng, như thế nào liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau này rốt cuộc là chuyện như thế nào hơn nữa hắn kêu đối diện người này kêu cái gì ca cút đi ngươi nước mũi cọ ta trên quần áo trương huyền ấn trước người đầu chọc sinh sôi cấp đẩy đi ra ngoài tiểu tử ngươi đột nhiên liền biến thành phật chủ toàn len keng cười hắc hắc ca ta cũng không biết sao hồi sự không thể hiểu được liền thành cái gì phật chủ người muốn làm không nghĩ muốn làm nhường cho ngươi đương toàn len keng nói nghe được chung quanh người là một trận hỗn độn. Phật chủ là cái gì thân phận? Đó là phương Tây Phật quốc cộng cử, nói nhường thì nhường. Này địa vị ngay cả thánh địa chi chủ thấy đều đến hành lễ. Trương Huyền nghe được lời này, vội vàng vẫy vẫy tay, thôi bỏ đi, cái gì Phật chủ gì, ta không có hứng thú. Không có hứng thú. Mọi người tâm lại một lần theo gió phiêu lãng. Phật chủ loại này tôn quý thân phận, một cái dám đưa, một cái còn chướng mắt. Ca cái nào vương bát đản chọc ngươi, toàn len keng dơ dơ lên nắm tay. Ở một bên y thiền cùng vưu đống, hiện tại tưởng lập tức liền đi, tuy rằng chưa thấy qua Phật chủ ra tay, nhưng Phật chủ đại danh, hai ngày này chính là như sấm bên tai A. À. Ai có thể nghĩ đến, người này là Phật chủ ca. Ngọc Hư Thánh tử sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Trương huyền vỗ vỗ toàn len keng bả vai, không có việc gì, mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Đang nói, trên bầu trời, bị hắc bạch lưỡng sắc quang mang bao phủ âm dương truyền nhân tới lĩnh ngộ âm dương chân lý người một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống ha 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 ta liền nói thấy thế nào không thấy đầy trời kim quang ta còn đang suy nghĩ mập mạp có phải hay không đổi tính liền bước đều không trang nguyên lai like là gặp được ngươi a rơi xuống người đúng là triệu cực bước đi đến trương huyền trước mặt cấp trương huyền một cái ôm trương huyền hiện giờ thực lực liếc mắt một cái liền nhìn ra triệu cực trên người bất phàm. Nhìn ba người thuộc lạc nói chuyện với nhau, mờ mịt thánh tử phá lệ may mắn chính mình lựa chọn. Mà Ngọc Hư thánh tử, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, muốn đi, nhưng lại không dám. Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên mây đen quấy. U, nhìn dáng vẻ, là đã xảy ra cái gì hảo ngoạn sự, ta thích náo nhiệt. Một cái hắc dao hư ảnh ở không trung chợt lóe rồi biến mất, dây tiếp theo, một người thân xuyên màu đen áo giáp, cầm trong tay một cây ma kích lập với không trung là ma dao quật truyền nhân hắn lại đây bên này làm gì nhìn đến phía trên thân ảnh mọi người trong lòng đều có vẻ phá lệ kiêng kỵ ca thứ này phía trước cùng tàu tử động qua tay bất quá đánh cái ngang tay toàn len keng một bộ cáo trạng ngữ khí trương huyền lông mày hơi hơi một trọn nhìn về phía trên không đồng thời ma dao quật truyền nhân cũng chú ý tới trương huyền ánh mắt uy tiểu tử người ánh mắt làm ta thực khó chịu, yêu cầu ta đem ngươi chồng mắt đào xuống dưới sao. Ma giao quật truyền nhân nhếch miệng cười, tươi cười tàn nhẫn. Ma giao quật truyền nhân nhếch miệng, trên mặt treo tàn nhẫn tươi cười. Trương huyền nhìn ma giao quật truyền nhân, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Như thế nào, không dám làm thanh sao. Ma giao quật truyền nhân nhẹ nhàng múa may trong tay ma kích, tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, ánh mắt của ngươi làm ta khó chịu. Nếu không nghĩ làm ta đem ngươi chồng mắt khấu hạ tới, liền thu hồi ánh mắt của ngươi, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi kia hai người, có thể giữ được ngươi, hiểu sao? Trương Huyền thở dài, không nói chuyện nữa, nhìn về phía một bên toàn len keng cùng triệu cực hai người. Ma giao quật truyền nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn phi thường thích loại này người khác sợ hãi chính mình cảm giác, chính mình vô cùng đơn giản một câu, ở này đó nhân tâm chung, liền giống như thánh chỉ giống nhau, không thể ngỗ nghịch. Mặt trên kia hóa là cái cái gì ngoạn ý, Trương Huyền vẻ mặt khó hiểu ta cũng không biết, đừng lý, uống rượu đi, ta cho ngươi nói, âm dương thánh địa rượu ngon, nhưng đều bị ta mượn tới. Triệu cực vẻ mặt tặc hề hề bộ dáng. Ăn nhiều sao, toàn len keng không cấm hỏi. Ba người kề vai sát cánh đi xa. Ma dao quật truyền nhân thân hình chợt lóe, tái xuất hiện khi, đã tới rồi Ngọc Hư Thánh tử trước người. Ngọc Hư Thánh địa đúng không, từ giờ trở đi, ai lại đối với người bất kính, báo ta danh hào. Ma dao quật truyền nhân mặt mang tươi cười, ngươi, Nghe hiểu sao? Ngọc Hư Thánh Tử vừa muốn nói chuyện, liền nghe một trận cười lạnh tiếng vang lên. Có một số người, thực lực không được, không khỏi quản có chút quá rộng. Tại đây cười lạnh tiếng vang lên nháy mắt, không trung bên trong, mây đen đại tác phẩm, có thể nhìn thấy, có phi kiếm hư ảnh ở không trung bên trong qua lại xuyên qua, một đạo nhân thân ảnh xuất hiện ở trên không. Ta đã hạ ngừng chiến lệnh, ai còn dám tùy ý ra tay? Này đạo nhân quát nhẹ, tiếng quát lại là từ không trung vang lên cuồng vọng ma giao quật truyền nhân ở nhìn đến trên bầu trời kia đạo nhân thân ảnh thời điểm trong mắt không cấm nhiều vài phần kiêm kỵ tiệt giáo người tiệt giáo người lại đây làm cái gì muốn lập uy sao chung quanh nghị luận sôi nổi trên bầu trời tiếng sấm điện thiểm một mảnh khủng bố cảnh tượng trên mặt đất trương huyền ba người kề vai sát cánh muốn ta nói a à, mập mạp đến giảm béo triệu cực không ngừng châm chọc nói trước nay không nghe nói phật chủ là cái phật di lạc a à đúng hay không ngọa tào kẻ nghiện thuốc còn dista hỏi ngươi đâu chỉ mượn rượu sao ăn không mượn điểm ra tới mượn cái mau a triệu cực mắt trợn trắng thời gian khẩn cấp có thể lấy một chút là một chút thiếu chút nữa đã bị người phát hiện hiển nhiên triệu cực mượn có khác y tứ ba người kề vai sát cánh đi tới đối với trên không phát sinh sự hoàn toàn không có để ý đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang ở ba người phía trước tanima triệu cực cái này bạo tính tình nháy mắt đi lên, quay đầu lại liền chuẩn bị phát huy. bất quá đương xoay người thấy kia phiêu phù ở không trung đạo nhân khi triệu cực rụt rụt cổ, dùng ngón tay điểm điểm bên cạnh toàn len keng cái này hóa có điểm tà môn, người qua đi độ hóa hắn. toàn len keng chắp tay trước ngực, a di đà phật, người xuất ra lấy từ bi vì hoài, không thể vọng động sát giới. hai người nói, cơ hồ đồng thời hướng trương huyền phía sau rụt rụt. trên bầu trời, đạo nhân cầm trong tay một cây phất trần kia mây đen giữa, một phen tiên kiếm hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở đạo nhân dưới chân, đạo nhân chân dẫm kiếm tiên, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Tiệt giáo người sao, Trương Huyền đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm phía trên. Ai tùy tiện ra tay, ra tới bị phạt, đạo nhân lại lần nữa hét lớn một tiếng, đạo đạo sấm sét đánh xuống, toàn bộ rừng ở Trương Huyền ba người chung quanh. Người sáng suốt đều xem ra tới, này tiệt giáo đạo nhân, là nhằm vào Trương Huyền đám người ai ta nói người cái lão tạp mau, ai động thủ trước người tìm ai đi, tại đây bước bước lại lại cái gì đâu. Triệu cực nhịn không được quát mắng, vừa rồi là cái kia ngọc hư thánh tử hơi thở trước thỏ đầu ra đi. Ta hỏi ngươi lời nói, đạo nhân ánh mắt tỏa định trương huyền, ta nói, ai động thủ, ra tới bị phạt. Nên phạt, ai đều chạy không thoát. Đạo nhân giọng nói rơi xuống nháy mắt, trên bầu trời, một tòa đạo quan hư ảnh trực tiếp đè ép xuống dưới, phảng phất một tòa núi lớn đè ở người trên người, làm ở đây người đều cảm thấy thở dốc khó khăn. Triệu cực còn muốn nói nữa cái gì, bị Trương Huyền ngăn cản xuống dưới. Trương Huyền tự nhiên sẽ hiểu, này Ngọc Hư Thánh Địa, bản thân chính là tiệt giáo nhất phái, Trương Nhiên đạp bộ đi ra, nhìn về phía không trung, hỏi, hảo một cái trách phạt, người tưởng như thế nào trách phạt. Động thủ giả, chết, đạo nhân hét lớn một tiếng. Trên bầu trời, sấm sét đánh xuống, thẳng đến Trương Huyền mà đến. Trương Huyền trốn đều không né, Tùy ý này sấm xét trong người trước một si em chỗ rơi xuống. Hảo một cái chết, Trương Huyền cười cười, kia nếu người muốn thẩm phán, liền trước động thủ người kia phạt khởi đi. Ta phạt ai, cùng người có quan hệ gì đâu, đạo nhân khinh thường. Có y tứ, Trương Huyền nhún vai, nếu tới chủ trì công chứng, chúng ta đây liền từ công chứng góc độ tới nói, động thủ trước người không phạt, người lại phạt ta. Người nếu không hoàn thủ, sẽ làm ra lớn như vậy động tính sao. Đạo nhân mắt lạnh, chất vấn ta ngươi xem như cái thứ gì nga trương huyền nheo lại hai mắt vậy ngươi lại xem như cái thứ gì làm càn đạo nhân quát lên một tiếng lớn ngươi cái gì thân phận dám cùng ta nói như thế ma dao quật truyền nhân lập ở trong hư không cười to ra tiếng ha ha tiểu tử không tồi hợp ta tâm ý a à. trương huyền ánh mắt một ngưng nhìn về phía ma dao quật truyền nhân nơi này có ngươi nói chuyện phân sao cái gì ma giao quật truyền nhân thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm ta hỏi ngươi nơi này có ngươi nói chuyện phân sao trương huyền lặp lại biến đổi chung quanh người đem trương huyền hành vi xem ở trong mắt cực độ khó hiểu người này là điên rồi sao cùng ma giao quật truyền nhân cùng tiệt giáo đồng thời đối nghịch chẳng lẽ hắn cho rằng có phật chủ cùng âm dương truyền nhân tại bên người liền có thể như vậy cuồng vọng không biết trời cao đất dày ma giao quật truyền nhân đầu tiên là sửng sốt chợt cười to ra tiếng ha 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 hảo thực hảo a à, ngươi thực cuồng nhưng ta muốn biết ngươi cuồng vọng tự tin là cái gì ha 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 có ý tứ có ý tứ ở ngươi ma giao quật trước mặt cuồng vọng còn cần tự tin sao chuông bạc tiếng cười vang lên không trung bên trong bông tuyết bay xuống băng cung thấy bông tuyết nháy mắt đại gia lập tức liền nghĩ đến kia vùng cấm chi danh đồng thời trong đầu hiện lên kia phảng phất thiên tiên giống nhau thân ảnh Chessia trần trụi hai chân, với không trung xuất hiện. Hai điều huyền hoàng chi long ở không trung xoay quanh, rào tán kia đầy trời mây đen, vạn vật mẫu đỉnh trôi nổi không trung, lâm thanh hạm thân ảnh, xuất hiện ở kia mẫu đỉnh dưới, tắm ngội huyền huyễn chi khí giữa. Cuồng si tháp sắt thân hình từ một cái khác phương hướng xuất hiện, ba người trình tam giác chi thế, đem ma giao quật truyền nhân cùng tiệt giáo đạo nhân vây với trung tâm. Ma giao quật truyền nhân thấy như vậy một màn sau, sắc mặt hơi đổi, theo sau cường cười nói, ta nhưng thật ra như thế nào sẽ có như vậy không biết trời cao đất dày đồ vật ra tới kêu gào, cảm tình là có người ở bên trong này làm cục, như thế nào, các người năm cái là muốn liên hợp lại, tưởng đem ta lưu lại nơi này. Ma giao quật truyền nhân trên mặt chút nào không lộ sợ sắc. Ở này phía sau, hắc ma giao thân ảnh hiện lên, thẳng tận trời cao. Ma giao phát ra gầm lên giận dữ, chấn đến người màng tai sinh đau, liền tim đập đều không cấm nhanh hơn vài phần. Ma giao quật truyền nhân phía sau, Lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, Ma Huyền vô cùng đọa tiên, cũng đều đuổi tới chiến trường. Không trung bên trong, gió nổi mây phun, bất đồng thuộc tính linh khí lẫn nhau tung hoành, tại đây chi gian, khủng bố không khí không ngừng ấp ủ, ở đây đều là cường giả, mỗi người đều khởi động từng người lĩnh vực, chỉ có Trương Huyền, ở vào này chiến trường trung tâm, lại bình tĩnh như nước. Ma giao quật truyền nhân tay niết ma kích, cả người hắc khí lượn lờ, vô cùng khủng bố, thanh thế ngập trời. Làm càn tiệt giáo đạo nhân hét lớn một tiếng, ta đã hạ ngừng chiến bài, ai dám tùy ý động thủ. Tiệt giáo đạo nhân thực lực mạnh mẽ, rất có bế nghĩa tứ phương cảm giác, hắn ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, hư quy củ giả, đi lên lãnh phạt. Quy củ, Trương Huyền cười cười, ai định quy củ? Ta định, tiệt giáo đạo nhân vô cùng cường thế. Người định quy củ, kia nếu nói như vậy, Trương Huyền tay phải bàn tay rỗi khai, ở hắn trường trước, xuất hiện một đạo hư không vết rách, ta nếu đem định quy củ người làm thịt, kia quy củ, có phải hay không liền không tính. Trương Huyền trên người không có chạm lộ ra bất luận cái gì khí thế, nói lời này, liền giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự giống nhau. Hắn từ trong hư không rút ra một phen gì sắt kiếm, đặt ở trước mắt cẩn thận đoan trang, thấy ánh mắt, đều so xem tiệt giáo đạo nhân muốn nghiêm túc không ít. Có câu nói kêu, nếu thay đổi không được quy tắc, vậy giải quyết định ra quy tắc người. Tiệt giáo đạo nhân chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, đã lâu lắm lâu lắm, không ai dám như vậy khiêu khích chính mình. Tiệt giáo đạo nhân hai mắt nheo lại, nhìn về phía Trương Huyền, phảng phất muốn đem Trương Huyền nhìn thấu. Mà theo Tiệt giáo đạo nhân ánh mắt nhìn lại, vô số đem phi kiếm hư ảnh, với không trung xuất hiện, vần quanh một vòng, hướng Trương Huyền bắn nhanh mà đi. Chỉ là một ánh mắt, liền có như vậy thanh thế, có thể thấy được này Tiệt giáo đạo nhân chân chính thực lực rốt cuộc như thế nào. Đầy trời phi kiếm bôn tập mà đến. Triệu cực hư lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, Âm dương hai sắc phóng lên cao, trực tiếp đem này đầy trời phi kiếm tách ra. Trương Huyền từ cầm kiếm đến bây giờ, không lại xem qua Tiệt giáo đạo nhân liếc mắt một cái, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, theo Trương Huyền ngón tay xẹt qua, thân kiếm thượng màu xanh đồng ở một chút rơi xuống. Cho rằng có những người này che chở, liền có thể bừa bãi sao? Tiệt giáo đạo nhân hét lớn một tiếng, giờ khắc này, trên người hắn đạo bào bay múa, bay phất phới, ở này phía sau, một tòa lại một tòa pháp trận trống rỗng xuất hiện. Tản ra khủng bố uy hiếp lực. Dám, toàn len keng đồng dạng hét lớn một tiếng, chư thiên Phật đà xuất hiện, một tòa đại la bảo tự hình thành, đầy trời kim quang trực tiếp đánh nát Tiệt giáo đạo nhân sở huyễn hóa ra đạo quan. Ha ha, một đám con lừa chọc, Tiệt giáo đạo nhân đôi tay liền véo pháp quyết, sáu tòa đại trận hiện hóa, bay về phía chân trời sáu cái bất đồng phương vị, đem nơi này triệt triệt để để phong tỏa lên. Theo sau liền thấy, sáu tòa đại trận phát ra bất đồng quang mang, phân biệt đại biểu ngũ hành cuối cùng một tòa đại trận phía trên, tràn ngập lực cắn nuốt, ngay sau đó, có trường kiếm hư ảnh tại đây đại trận bên trong dần dần rõ ràng. Giờ này khắc này, thông tiên sơn dưới chân, vô số tu sĩ chính nếm thử lên núi, đang lúc một đội tu sĩ dục hướng về phía trước là lúc, cả tòa thông tiên sơn đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, liền thấy vô số đá vụn từ phía trên tạp lạc. Mà thông tiên sơn dưới chân, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Này phong, hảo quỷ dị, sao lại thế này? trung quanh linh khí như thế nào đều theo này phong ở biến mất không ngừng là trung quanh linh khí một người tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ ta trong cơ thể linh khí ở dần dần bị rút cạn đã xảy ra cái gì các ngươi xem kia theo một người tu sĩ ngón tay phương hướng ánh mắt gây ra thật lớn gió lốc long cuốn hình thành này gió lốc long cuốn là từ thuần túy linh khí sở hình thành kia tràn ngập ở thông tiên sơn thượng mây mù tại đây một khắc hoàn toàn tiêu tán chẳng sợ đứng ở chân núi, cũng có thể nhìn đến kia sáu tòa bất đồng nhan sắc đại trận, cũng có thể thấy rõ, kia đại trận sở huyễn hóa ra thần kiếm. Thần kiếm hình thành, bất thời giờ chung quanh mấy vạn dặm linh khí. Đây là tiệt giáo thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng bút tích. Ngọc hư thánh địa đại trận cùng này sáu tòa đại trận so sánh với, hoàn toàn liền không có có thể so chi tính. Vô số linh khí long cuốn hướng nơi này tụ tập mà đến, bàng bạc linh khí rót vào này sáu tòa đại trận bên trong, sáu đem thần kiếm, hoàn toàn hiện hóa. Phân biệt ở vào sáu loại bất đồng phương hướng. Mà Trương Huyền, liền tại đây sáu đem thần kiếm chi gian. Từ thượng cổ trận Pháp diễn biến mà thành chu tiên kiếm trận, người có thể chết tại đây trận hạ, không oán. Tiệt giáo đạo nhân lộ ra tàn nhẫn tươi cười, hắn ánh mắt đảo qua Trương Huyền bên người mọi người, phí lớn như vậy sức lực tế ra này tòa đại trận, đương nhiên không phải chỉ nghĩ sát Trương Huyền, mà là muốn đem trước mắt chướng ngại, toàn bộ dọn dẹp lúc trước có thần thánh thiên quốc người nhìn chằm chằm, tiệt giáo đạo nhân vô pháp tế ra này tòa đại trận, mà hiện tại, vừa vặn bằng vào một cái cớ, công khai làm chuyện này. Nhìn huyền phù ở trên hư không trung kia sáu đem thần kiếm, tiệt giáo đạo nhân nội tâm vô cùng tự tin, hiện tại liền tính thần thánh thiên quốc người tới, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Này tuy rằng không phải chân chính chu tiên kiếm trận, nhưng trở lên cổ trận pháp diễn biến, cũng có được chân chính chu tiên kiếm trận sáu thành uy lực. Tiệt giáo đạo nhân tự tin, bằng vào này sáu thành uy lực chu tiên kiếm trận đủ để quét ngang toàn bộ sơn hải giới chờ bình định hết thảy chướng ngại liền nhưng nghênh đón giáo chủ trở về tiệt giáo đạo nhân đôi tay hư không bình thác có khống chế hết thảy chi thế kia hư không trôi nổi sáu đem thần kiếm mang cho người vô cùng áp lực ma giao quật truyền nhân trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn mắt khoảng cách chính mình gần nhất kia một phen thần kiếm theo sau yên lặng rời khỏi thần kiếm sở bao phủ phạm vi lâm thanh hạm trong tay véo ra pháp quyết huyền hoàng mẫu đỉnh bay tới trương huyền đỉnh đầu, tưới xuống huyền hoàng mẫu khí. Chessia cánh tay hư không vần quanh, hư vô đại trận ở trương huyền phía sau hiện hóa. Cuồng si không nói gì, mặc không lên tiếng đứng ở trương huyền bên cạnh. Ma giao quật truyền nhân nhìn trương huyền, cười nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể tồn tại từ nơi này đi ra, ta cho ngươi cùng ta một trận chiến cơ hội. Trương huyền chẳng sợ ở sáu đem thần kiếm hình thành trong quá trình, đều không có nhiều xem tiệt giáo đạo nhân liếc mắt một cái, hắn ngón tay nhẹ đạn thân kiếm, trong tay trường kiếm phát ra một tiếng nhẹ minh. Bá, trương huyền múa may trường kiếm, mang theo phá tiếng gió, mũi kiếm thẳng chỉ ma giao quật truyền nhân, nếu muốn chiến, liền không cần chờ, hiện tại hảo. Ha ha, ma giao quật truyền nhân cười lạnh một tiếng, người trước giải quyết phiền toái trước mắt rồi nói sau. Phiền toái, trương huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, bằng này cũng coi như phiền toái. Không bằng, các người cùng nhau tốt nhất. Trương Huyền cuồng vọng lời nói, làm tiệt giáo đạo nhân mày nhân lại. Tìm chết, tiệt giáo đạo nhân khẽ quát một tiếng, trong tay khắp cái kiếm quyết, đại biểu hỏa thuộc tính thần kiếm, xông thẳng Trương Huyền bổ tới. Chu tiên kiếm trận, Trương Huyền mí mắt vì nâng, liền này. Dứt lời nháy mắt, Trương Huyền đứng ở tại chỗ, nhất kiếm chém ra, nhìn như tùy ý múa may nhất kiếm, lại làm tiệt giáo đạo nhân, sắc mặt mãnh biến. Trương Huyền sở chém ra này nhất kiếm, người khác vô pháp cảm nhận được trong đó uy lực, nhưng tiệt giáo đạo nhân trực diện Trương Huyền có thể nhất rõ ràng cảm nhận được. Tiệt giáo đạo nhân vốn chính là đạo Pháp cao thâm chi giả, ở nói lĩnh vực, cơ hồ đã đứng ở thế giới này đang phong tạo cực nông nỗi, Trương Huyền này nhất kiếm nói chứ, là làm tiệt giáo đạo nhân đều kinh hãi. Bất quá kinh hãi nỗi nhớ nhà kinh, tiệt giáo đạo nhân hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, đối hắn mà nói, đã tế ra này chu tiên kiếm trận, này sơn hải giới, nơi nào còn có ngăn được hắn hạng người. Đây là một loại vô cùng tự tin. Trừ Bỏ đã nhích người tiên kiếm ở ngoài, còn lại năm đem tiên kiếm cũng toàn hướng Trương Huyền chém tới. Tại đây một khắc, thiên đạo hư không giữa, thiên đạo hằng tinh ảm đạm, ngay cả đạo tiên kia một phen kiếm mang, cũng thu hồi mũi nhọn, lúc này có thể làm chỉ có né tránh. Đây là Chu Tiên kiếm trận, thần thoại thời đại, cường đại nhất kiếm trận, không gì sánh nổi. Tuy rằng chỉ là từ thượng cổ trận pháp diễn biến, tuy rằng chỉ có chân chính Chu Tiên kiếm trận 6 thành uy lực, nhưng cũng có vẻ cũng đủ khủng bố. Tại đây một khắc, xa ở ngàn vạn dặm sơn xuyên sụp đổ, biển rộng quay cuồng, ở đây tu sĩ, bao gồm thông tiên sơn hạ, sở hữu tu sĩ trong tay bảo kiếm, đều bị mang theo cộng minh. Ngay cả đoạn tiên kiếm trong tay, đều không chịu khống chế, đi theo chấn động lên. Chu tiên kiếm trận, dám lấy chu tiên hai chữ mệnh danh, liền đủ để chứng minh quá nhiều quá nhiều vấn đề. Sáu đem thần kiếm quay chung quanh trương huyền, chỉ là kia mũi nhọn, đều có thể dễ dàng đem một người thiên đạo bảy trọng cường giả rào toái nguyên bản trí cường thánh chủ cấp chiến lực, vào lúc này có vẻ căn bản là không đủ xem. Mà này sáu đem tiên kiếm, không vì cái gì khác, chỉ vì đối phó trương huyền sở chém ra kia nhất kiếm. Thiên có cửu trọng, sáu trọng, dương thiên. Không chung bên trong, một tôn đại đế hư ảnh xuất hiện. Đại đế thân cao mười trượng, ngồi trên kia bảo tỏa bên trong, tòa đứng cạnh có một phen cự kiếm. Ai dám phạm ta, đông nam chi thiên. Tiếng quát vang lên, bởi vì này tiếng quát xuất hiện, ngay cả kia sáu đem tiên kiếm, đều phát sinh ngắn ngủi tạm dừng. Đại đế xuất hiện, chỉ là này ngắn ngủn hai giây. Tiệt giáo đạo nhân trên mặt ngầm tự tin tươi cười, mà liền tại đây một khắc, tươi cười hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn cảm nhận được, một đạo nhìn như mỏng manh kiếm mang, xuyên phá sáu đem tiên kiếm phong tỏa, thẳng đến chính mình mà đến. Tiệt giáo đạo nhân sắc mặt mãnh biến, trong tay pháp quyết liên tục véo động, biến ảo phất trần, phất trần trong người trước hình thành một tầng cái lồng khí, lại cũng ở nháy mắt rách nát. Giây tiếp theo, tiệt giáo đạo nhân miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp bị tạp phiên trên mặt đất, liếc mắt một cái nhìn lại, tiệt giáo đạo nhân trước ngực bị phách ra chóc thịt bong, kia kiếm khí chui vào trong cơ thể, không ngừng ăn mòn, tuy là lấy tiệt giáo đạo nhân thực lực, cũng chưa biện pháp làm miệng vết thương ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Bên kia, sáu đêm chu tiên kiếm cũng bị khơi dậy hung tính, mũi nhọn tất lâu chi gian, sát hướng trương huyền. Này kiếm trận giữa cảnh tượng không người cũng biết, mấy chục giây sau, kiếm trận biến mất, mà Trương Huyền trên người, cũng che kín đạo đạo vết thương, rậm rạp, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Trong thiên địa khôi phục thanh minh, ma giao quật truyền nhân không thể tưởng tượng nhìn trước mắt, vừa mới kia Chu Tiên kiếm trận uy lực hắn có thể cảm nhận được, đồng thời cũng giả thiết quá, chính mình nếu bị nhốt với này trong trận sẽ như thế nào, ma giao quật truyền nhân mấy phen suy đoán, đoạt được đến kết quả đều tương đồng. Đó chính là, cử tử nhất sinh. Có thể tại đây kiếm trận nội sống sót còn không biết, càng đừng nói có thể chém ra một đạo kiếm khí, thương đến tiệt giáo đạo nhân, tuy rằng trả giá càng vì thảm thiết đại giới, nhưng này cũng đủ để thuyết minh thực lực. Ma giao quật truyền nhân nhìn mắt tiệt giáo đạo nhân trước người miệng vết thương, không cấm dùng mình một cái, hắn nhưng không nghĩ bị này nhất kiếm phách thượng, kia kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Một người ở trong đám người tu sĩ nhìn Trương Huyền, vô cùng kích động, đây là kiếm tu. Công phạt vô song, xá đi sở hữu phòng ngự, chỉ vì kia trí cường nhất kiếm. Trương Huyền trên người miệng vết thương ở chảy xuôi máu tươi, hắn cũng không có để ý tới, mà là nhìn về phía Ma Dao Quật Truyền Nhân, hơi hơi nhếch miệng cười, tới phiên ngươi. Ma Dao Quật Truyền Nhân cả người dùng mình một cái, trực giác nói cho hắn, tạm thời không cần trêu chọc trước mặt người này, ở Ma Dao Quật Truyền Nhân trong mắt, người này chính là cái loại này không muốn sống chơi pháp. Càng là thực lực cường đại người, càng là sợ hãi loại này không muốn sống người. Đặc biệt là Ma Dao Quật Truyền Nhân cho rằng tự thân huyết thống cao quý, tự nhiên tích mệnh khẩn. Ma giao quật truyền nhân xoay đầu đi, không đáp Trương Huyền nói. Là người động thủ trước, vẫn là ta trước tới. Trương Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên. Toàn len keng đứng ở Trương Huyền bên cạnh kêu gào, uy, liền cái kia lấy phân xoa, ta ca hỏi ngươi đâu, muốn chết như thế nào. Toàn len keng này một phen lời nói dối, xem ở đây người sửng sốt, đây là cái kia Phật Pháp cao thâm Phật chủ sao. Ma giao quật truyền nhân làm bộ không nghe thấy giống nhau, trong tay ma kích dần dần làm nhạt biến mất. Sát, người mẹ nó trang điếc A, à, toàn len keng không thuận theo không buông tha, liền nói người đâu, xuyên hắc khôi giáp cái kia, người cho rằng người thu phân xoa ta liền không quen biết người A. À. Có bản lĩnh người đem áo khoác cũng cởi. Ma giao quật truyền nhân trên mặt không nhịn được, quát lạnh nói, mập mạp, người không cần cùng ta làm bộ làm tịch, nếu không có thần thánh thiên quốc cũng hạ ngừng chiến lệch ngươi cho rằng ngươi còn có ở trước mặt ta kêu gào tư cách không thành. Lúc này tiệt giáo đạo nhân đứng dậy, ngón tay ở chính mình trước người liền điểm, ngừng máu tươi chảy ra, một lần nữa biến ảo một kiện đạo bào khoác ở trên người, hướng hư không nói, thần thánh thiên quốc, các ngươi chính mình lập quy củ, có người phá, các ngươi liền nhìn sao. Ta nói ngươi cái lỗ mũi châu lão đạo, ngươi thật không biết xấu hổ a. À? Toàn len keng mắng, chính mình đánh không lại, liền đem thần thánh thiên quốc dọn ra tới. Ha ha! Tiệt giáo đạo nhân khẽ cười một tiếng, ta bất quá là muốn hỏi hạ, thần thánh thiên quốc đạo hữu ý tứ, chẳng lẽ thần thánh thiên quốc là sợ, không dám lộ diện. Ở đây, ai nghe không hiểu tiệt giáo đạo nhân ý tứ. Tại minh bạch tiệt giáo đạo nhân ý tứ đồng thời, cũng ở kinh với trương huyền thực lực, thế nhưng liền tiệt giáo đạo nhân đều phải hỏa thủy đông dẫn. Bất quá, nếu nâng ra tới thần thánh thiên quốc, như vậy lại cường người, đều phải thu liếm một chút. Thần thánh thiên quốc, áp đảo thánh địa phía trên, thánh đồ vô số, ngay cả thánh chủ chiến lược cấp bậc nhân vật, đều là thần thánh thiên quốc thánh đồ. Cho dù là tiệt giáo, cũng chỉ là âm thầm cùng thần thánh thiên quốc đối kháng, chưa bao giờ dám cùng thần thánh thiên quốc chính diện va chạm. Ở Sơn Hải Giới, thần thánh thiên quốc chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Thần thánh thiên quốc đạo hiếu, nếu đã trình diện, vì sao không lộ mặt, là sợ sao? Tiệt giáo đạo nhân lại lần nữa ra tiếng. Trên bầu trời, một đạo hư ảo bóng người dần dần hiện ra, đúng là lăng không. Lăng không nhìn về phía phía dưới, lắc lắc đầu, ai, chuyện này, chúng ta thần thánh thiên quốc, thật đúng là vô pháp quản A. À. Nguyên lai là sợ, tiệt giáo đạo nhân vung tay áo, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ma giao quật truyền nhân cũng mở miệng, thần thánh thiên quốc tiền bối, các người phía trước hạ ngừng chiến lệnh, hiện giờ có người phá hư quy củ, các người thật sự liền không quản. Nếu như vậy, các người ngừng chiến lệnh, còn có cái gì ý nghĩa? lại hoặc là nói các người thần thánh thiên quốc trên thực tế cũng đều là một đám bắt nạt kẻ yếu hạng người đối mặt ma giao quật truyền nhân chất vấn lang không hai mắt nở rộ hàn mang ta thần thánh thiên quốc làm việc cần gì hướng ngươi giải thích thần thánh thiên quốc thật đúng là bá đạo a à. ma giao quật truyền nhân lớn tiếng mở miệng đối mặt ta chờ khi các người biểu hiện không ai bị nổi càng là lập hạ ngừng chiến bài ta thật đúng là cho rằng các người thần thánh thiên quốc là chủ trương chính nghĩa chi sư, nguyên lai chính là kia bắt nạt kẻ yếu hạng người. Lăng không khinh thường giải thích. Ma giao quật truyền nhân xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Thần thánh thiên quốc tiền bối, chúng ta muốn biết, vì cái gì có người hỏng rồi quy củ các ngươi mặc kệ. Nói chuyện, là cửu cung thánh địa tân thánh tử. Cửu cung thánh địa cùng luân chuyển thánh địa, vốn chính là cổ thú nhất phái. Đối, luân chuyển thánh địa thánh tử cũng ra tiếng, chúng ta bất quá là muốn một cái công bằng cho tới nay thần thánh thiên quốc siêu thoát tối thượng giữ gìn cân bằng nhưng hiện tại thế nhưng dung túng người khác đánh vỡ cân bằng ta muốn hỏi hạ thần thánh thiên quốc uy nghiêm ở đâu thần thánh thiên quốc dùng cái gì làm người khác tin phục luân chuyển thánh tử mở miệng sau chung quanh không ít người cũng ra tiếng đều là hai đại thánh địa người tất cả đều muốn hỏi thần thánh thiên quốc muốn một cái cách nói lăng không ánh mắt như hấp thân hình phiêu động chậm rãi hướng trương huyền nơi đó mà đi thấy như vậy một màn mà giao quật truyền nhân ánh mắt lộ ra thực hiện được thần sắc, hắn thực kiêng kỵ trương huyền kia nhất kiếm, nhưng hắn cũng nhìn ra tới, kia nhất kiếm chỉ công vô thủ, trương huyền tuy rằng đánh lui tiệt giáo đạo nhân, nhưng tự thân cũng bị trọng thương, có thần thánh thiên quốc ra tay, người này không gây được sóng gió gì hoa tới. Thấy lăng không có điều động tác, chung quanh người đều không ra tiếng, chờ sự tình lên men. Lăng không khoảng cách trương huyền càng ngày càng gần. Vô luận là cuồng si, vẫn là lâm thanh hạm, chết bao gồm toàn len canh cùng triệu cực đều không có bất luận cái gì động tác những người này toàn bộ đều biết được trương huyền thân phận ma giao quật truyền nhân thấy như vậy một màn lại lần nữa phát ra tiếng cười ha ha, tiểu tử người người chung quanh giống như đều không tính toán vì ngươi xuất đầu a à. lăng không khoảng cách trương huyền càng ngày càng gần cho đến đứng ở trương huyền trước người hiện trường không khí có vài phần động lại lăng không một chân tiến lên trước Coi như ma giao quật truyền nhân chờ cho rằng lăng không muốn động thủ khi, lăng không đột nhiên quỳ một gối xuống đất, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Thuộc hạ lăng không, gặp qua thánh chủ. Ma giao quật truyền nhân tức khắc chừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng. Thần thánh thiên quốc, thánh chủ. Người thanh niên này, thế nhưng là thần thánh thiên quốc thánh chủ. Cùng lúc đó, cuồng si cũng quỳ một gối xuống đất, cuồng si, gặp qua chủ thượng. Lâm Thanh Hạm gót sen nhẹ nhàng, xuất hiện ở Trương Huyền bên cạnh, duỗi tay sam trụ Trương Huyền cánh tay, này thân mật bộ dáng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hai người quan hệ bất đồng. Trương Huyền nhìn về phía ma giao quật truyền nhân, như cũ mặt mang mỉm cười, ta hỏi ngươi, này quy củ, hư thì hư, ngươi có vấn đề sao? Nếu không phục, liền tới chiến. Ma giao quật truyền nhân đồng tử một trận co rút lại, người này không riêng gì thần thánh thiên quốc thánh chủ, ngay cả cán nuốt truyền nhân, liền tôn xưng này là chủ thượng huyền huyễn truyền nhân, cùng với quan hệ thân mật. Trương huyền ca ca, Chessia chạm đi vào trương huyền trước người, nhìn trương huyền bộ dáng, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần trước chia lìa, trương huyền chịu nghiệp hỏa quấn thân, tà thần trực tiếp hợp thời gian con sông, muốn đem thời gian nghịch chuyển, lại vừa đi không trở về, Chessia cũng tìm kiếm chính mình huyết mạch ngọn nguồn, rời đi vu sơn. Thời gian nhoáng lên, đã qua lâu như vậy. Trương huyền, tiệt giáo đạo nhân nghe nói tên này, thân thể bỗng nhiên chấn động, ngươi ngươi là trương huyền ha ha, trương huyền khẽ cười một tiếng nhìn dáng vẻ tên của ta ở các ngươi tiệt giáo bên trong rất quan trọng a à. triệu cực vỗ vỗ trương huyền bả vai ta nói người đem chính mình làm này một thân thương làm gì vừa rồi cố ý không né muốn thử xem xem này chu tiên kiếm trận uy lực trương huyền nhún vai liền thấy một trận lưu quang quất vào mặt trương huyền trên người vết thương khôi phục như lúc ban đầu chủ động từ bỏ chống cự phải thử một chút chu tiên kiếm trận uy lực. Trương Huyền nói, lại lần nữa làm tiệt giáo đạo nhân thân thể run lên. Trương Huyền nhìn tiệt giáo đạo nhân mở miệng nói, được rồi, kêu người phía sau người xuất hiện đi, một cái lính hầu ở chỗ này, giống như một con nhảy nhót vai hề, thật sự là buồn cười. Trương Huyền dứt lời, tiệt giáo đạo nhân ngậm miệng không nói, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Không muốn hiện thân sao, Trương Huyền cười cười, các ngươi là che giấu rất sâu, Bất quá, ta từ hư không qua sông trở về thời điểm, không cẩn thận nhìn đến các ngươi ý chí hiện hóa, nếu các ngươi không muốn lộ diện nói. Trương Huyền nói đến này, thủ đoạn vừa lật, trong tay bảo kiếm lập lè hàn mang, dây tiếp theo, một đạo kiếm khí phóng lên cao, thẳng đến tiệt giáo đạo nhân mà đi, đối mặt này đạo kiếm khí, tiệt giáo đạo nhân lại căn bản là phản ứng không kịp, bất quá này đạo kiếm khí mục tiêu, cũng không phải chém về phía tiệt giáo đạo nhân, mà là tiệt giáo đạo nhân phía sau hư không lấy Trương Huyền hiện tại thực lực, chẳng sợ tùy tay một đạo kiếm khí, nếu không gặp ngăn trở, thậm chí có thể đi ngang qua toàn bộ sơn hải giới, nhưng lúc này này đạo kiếm khí lại ở tiệt giáo đạo nhân phía sau trong hư không, đột nhiên biến mất. Ở kiếm khí biến mất nháy mắt, tiệt giáo đạo nhân phía sau trong hư không xuất hiện một trận dao động, liền giống như bình tĩnh mặt hồ trung đột nhiên bị ném xuống một viên đá, sóng gợn càng lúc càng lớn, mà theo sóng gợn khuếch tán, một đạo thân ảnh hiện hóa mà ra, thân ảnh ấy người thường thân cao, trên mặt không có mang bất cứ thứ gì, lại cố tình ở đây người, ai đều không thể thấy rõ hắn dung mạo, hắn thân xuyên đạo bào, bên người trôi nổi sáu đem tiên kiếm. Người này trên người không có bất luận cái gì uy thế hiển lộ ra tới, nhưng lại ở xuất hiện nháy mắt, trở thành này phiến thiên địa trung tâm. Mặc cho ai đều không thể bỏ qua này tồn tại. Ở này không có hiển lộ chân thân trước, chẳng sợ gần ở 10 mét, cũng cảm thụ không đến, mà khi này xuất hiện lúc sau, chẳng sợ cách xa ngàn vạn dặm ở ngoài người, cũng có thể nhìn đến tiệt giáo đạo nhân vội vàng quỳ một gối xuống đất, khuôn mặt vô cùng tôn kính, gặp qua thượng tôn. Người tới xem cũng không xem tiệt giáo đạo nhân liếc mắt một cái, ánh mắt liền tỏa định ở trương huyền trên người. Ha 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 ha, đa bảo đạo nhân, lão tử lại đến gặp ngươi. Một đạo tiếng cười vang lên, trên bầu trời, xẹt qua màu lam quang hoa, làm vân tiêu thân ảnh, cũng đi theo hiện lên. Đa bảo đạo nhân lại liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, hắn ngón tay nhẹ nhiết, ở này phía sau, một phiến hư không chi môn, triệt triệt để để mở ra, này hư không chi cửa vừa mở ra, liền bao phủ nửa bầu trời. Liền thấy kia hư không chi phía sau cửa phương, thật lớn hai mắt xuất hiện, ở nhìn đến này hai tròng mắt nháy mắt, mọi người tâm, đều đi theo nhảy lên một chút, ngay cả ma giao quật truyền nhân, đều cảm nhận được một cổ nguyên tự với huyết mạch phía trên cảm giác áp bách. Đó là cái gì sinh vật, ma giao quật truyền nhân cảm thấy lông tơ tạc khởi. Là tiên giới tiên thú, đọa tiên ngữ khí giữa không mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Tiên giới, tiên thú, ma giao quật truyền nhân sửng sốt một chút, như thế nào cả người tràn ngập hắc ám khí tức. Tiên giới vốn dĩ chính là một chỗ hắc ám nơi, đọa tiên ngữ khí như cũ bình tĩnh. Tiên giới, hắc ám nơi, ma giao quật truyền nhân không cấm nghi hoặc, bởi vì ở hắn huyết mạch trong trí nhớ là có tiên giới như vậy một cái thần bí nơi, nhưng ở huyết mạch trong trí nhớ, tiên giới là kia một mảnh tường hòa siêu thoát nơi, đâu ra hắc ám vừa nói. Ma giao quật truyền nhân hít hà một hơi, tiên giới rốt cuộc là địa phương nào? Đoạ tiên vốn chính là tiên nhân sở lưu có một đạo tàn niệm, hiện giờ trên bầu trời, hư không chi môn mở ra, tiên thú thân ảnh hiện ra, đã sớm quên đi ký ức hiện lên ở đoạ tiên trong óc. Tiên giới, đoạ tiên ánh mắt lộ ra mê mang, nơi đó một mảnh hắc ám, chỉ có chém giết cùng đoạt lấy, kẻ yếu không xứng ở nơi đó sinh tồn. Tiên giới là sớm nhất vượt qua đến ngũ cấp khoa học kỹ thuật lĩnh vực chủng tộc, nhưng tự mình khống chế lực lượng, thêm vào mình thân, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tiền giới bản thân đã không có lực lượng ở bị hấp thu, mà cường đại tồn tại muốn sống sót, liền phải không ngừng đoạt lấy, từ đoạt lấy năng lượng đến ý chí. Có quá nhiều thế giới trọng điệp, Văn Minh cùng Văn Minh chi gian chưa từng có cái gì hài hòa cùng tồn tại, hai cái tân giống loài va chạm, luôn có một phương sẽ biến thành đồ ăn, tiền giới vĩnh viễn đều là cao cấp nhất kẻ săn mồi. Hư không cự thú thân ảnh dần dần hiện lên, thật lớn thân hình giống như một tòa núi lớn, kia một đôi mắt, hung mang triển lộ, đây là một con cự thú, có được chân long giống nhau đầu, hổ thân thể, phát ra tiếng giống giận, chấn động hư không. Cái loại này huyết mạch thượng áp chế, làm ma giao quật truyền nhân cảm thấy linh hồn đều ở chấn động. Thượng cổ thời kỳ, giao là tiên thú đồ ăn, đọa tiên nhàn nhạt ra tiếng. Ma giao quật truyền nhân không cấm dùng mình một cái, khó trách con loại này đến từ chính linh hồn phía trên lực áp bách cự thú thân ảnh hiện ra phát ra một tiếng rít gào thiên đạo trong hư không thiên đạo hàng tinh đều ở chấn động vô cùng dọa người tiên thú kia hung mang nhìn quét cuối cùng ngưng tụ đến cuồng si trên người ở nơi đó có làm tiên thú cảm thấy hứng thú năng lượng đi thôi đây cũng là số mệnh chi chiến có mỏng manh thanh âm ở cuồng si bên tai vang lên cuồng si thần sắc lập tức trở nên thành kính tháp sắt thân thể giống như một viên đạn pháo hướng về phía trước không phóng đi, đồng thời, ở kia vô tận hải vực phía trên, nước biển quay cuồng, không trung tối tăm, lại là một trương miệng rộng, đem trời đất này che đậy. Nếu Trương Huyền tại đây, nhất định có thể nhận ra, ở vừa đến sơn hải giới là lúc, ở trên biển, liền đụng phải này trương miệng khổng lồ. Cắn nuốt hung thú, thao thiết. Kia một chương bồn máu mồm to vô cùng nhiếp người, dây tiếp theo, hiện ra ở cuồng si phía sau. Cuồng si nhất quyền, thẳng đến kia không chung mà đi, một quyền triều tiên thú oanh sát, cùng lúc đó, kia bồn máu mồm to, cũng cắn xé tới rồi tiên thú trước người. Hư không ở chấn động, chiến đấu, từ cuồng si này một quyền, bắt đầu rồi. Diệt huyền hoàng, phá âm dương, đa bảo đạo nhân phát ra âm thanh, thanh âm kia không mang theo có một tia tình cảm. Ở tiên thú sau lưng hư không giữa, một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện, những người này toàn bộ thân xuyên đạo bào, chân dẫm phi kiếm, mục tiêu chỉ có một, chính là lâm thanh hạm lâm thanh hạm tự nhiên không sợ huyền hoàng khí thêm vào mình thân hai thanh huyền hoàng trường kiếm nguyễn hóa ra tới cầm với đôi tay thượng thân thể hóa thành lưu quang về phía trước sát đi nãi nãi cái hùng lộng chết bọn họ toàn len keng trong miệng la lên một tiếng triệu cực rút ra kháng long giản cũng giết đi lên chessia quanh thân băng tinh quấn quanh hư vô đại trận trôi nổi dưới chân đồng dạng sát đi ở kia trong hư không một người nam nhân cả người trắng tinh cẩm y, mặt mang màu trắng mặt nạ, lẳng lặng phiêu phù ở nơi này, ở này bên cạnh, đi theo một nữ nhân, nữ nhân tướng mạo thanh tú, nếu hình dung nào điểm nhất hấp dẫn người, không thể nói tới, nhưng đứng ở chỗ này, lại cố tình có một loại mẫu nghi thiên hạ cảm giác. Thẳng tới trời cao, chuẩn bị sẵn sàng sao, lúc này đây, là muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui. Nam nhân mở miệng, nhìn hư không, đúng là trương vì thiên. Thịnh thẳng tới trời cao hơi hơi mỉm cười, chiến lâu như vậy, cũng là thời điểm làm một cái kết thúc, cái gọi là tiệt giáo giáo chủ, bất quá chính là một cái tiên phong tướng quân mà thôi, muốn kết thúc này hết thảy, chỉ có thể hoàn toàn hủy hoại cái kia văn minh. Nữ nhân dứt lời, lại là liên tiếp vài đạo thân ảnh xuất hiện. Ha ha ha, tốt như vậy chơi sự, mang ta lão nhân một cái. Lục Diễn trong tay cầm một cái bầu rượu, cất tiếng cười to. Lục Diễn phía sau, đứng chính là phá quân. Sư huynh, Bạch Giang Nam thân ảnh xuất hiện ở Lục Diễn bên cạnh chuyến này cũng nên mang ta. Tân Văn Minh, có điểm ý tứ, Lý Dung Tài nhìn qua vẫn có vẻ như vậy bình thường, hắn vĩnh viễn gợn sóng bất kinh, chờ hắn lấy kiếm, chúng ta xuất phát. Ở kia trong hư không, màu đen thân ảnh, giống như điên cuồng, này tóc phiêu tán, giữa mảy chỗ, hiển lộ điểm đỏ. Khó có thể tưởng tượng, nhân lực thật có thể làm được như thế, hắn xem như từ xưa đến nay, đệ nhất nhân. Trương Vì Thiên nhìn trước mắt thân ảnh, không cấm cảm khái. Ha ha, người cũng không kém lục diễn liếc mắt trương vì thiên ta trương vì thiên nhún vai ta bất quá đầu cơ trục lợi lực lượng trung quy không phải ta chính mình phóng thích qua đi ta chỉ có thể làm một người bình thường người thường không hảo sao lý dung tài ánh mắt bình tĩnh người thường hảo thịnh thẳng tới trời cao tiếp nhận đề tài chờ lần này sự ta nhi tử kết hôn các người những người này một cái đều không thể thiếu tất cả đều đến nhớ rõ đi ra lễ chính khi nói chuyện chung quanh hư không sao trời đột nhiên quấy, liền thấy kia màu đen thân ảnh, một tay chỉ qua đỉnh đầu, dây tiếp theo, ba viên sao trời bạo toái. Sao trời bạo toái, không có kia hủy diệt tính động tính, hết thảy đều giống như ở lặng yên vô tức bên trong tiến hành, bạo toái sao trời bị một loại vô hình lực lượng trói buộc, theo sau áp xúc Rõ ràng là ba viên sao trời, thế nhưng bị áp xúc ở cùng nhau, hình thành chuôi kiếm hình dạng, ngay sau đó, lại có sao trời bạo toái, áp xúc hình thành thân kiếm. Trước mắt một màn, không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng lại vô cùng khủng bố. Lấy sao trời luyện kiếm. Ước chừng chín viên sao trời bạo toái, bị áp xúc thành kiếm phôi, nơi xa diệu dương lập lòe, theo này màu đen thân ảnh một tay một lóng tay, kiếm phôi hướng kia diệu dương phương hướng phóng đi. Lấy sao trời vì phôi, lấy thái dương tinh hỏa luyện, loại này thủ đoạn. Lý Dung Tài xem ở trong mắt, cũng không cấm cảm thấy kinh hãi. Chỉ là mấy chục giây thời gian, một đạo ánh lửa đánh úp lại, hắc ảnh duỗi tay, đem này ánh lửa nắm ở lòng bàn tay, ánh lửa tan đi, chính là một phen toàn thân màu đen cự kiếm. Trương Huynh, mở ra, chân chính thiên môn đi. Trương Vì Thiên gật gật đầu, giờ khắc này, phía sau thần cung bốc lên, tại đây hư không giữa, triệt triệt để để, hiện ra, thần cung tung hoành mười dặm, vô cùng xa hoa, theo ngập trời giống to thanh, thần cung sụp xuống, lúc này đây, là chân chính ý nghĩa thượng vỡ vụn sụp xuống, rốt cuộc vô pháp ngưng tụ, màu đen tám cánh tay thân ảnh từ thần cung giữa lao ra. Ngúa may trong tay xiềng xích, dục muốn đem sao trời xé rách. Viễn cổ ma thần, viễn cổ mạnh nhất lực lượng ý chí thể hiện, đủ để xé rách pháp tắc, mở ra đi thông càng cao duy độ văn minh đại môn. Lục diễn nhìn kia nói thật lớn hắc ảnh. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, xuất hiện ở mấy người trong tai, này vang nhỏ tới đột nhiên, mọi người cũng đều biết, này ý nghĩa cái gì. Văn minh duy độ pháp tắc bị xé bỏ. Liền tại đây một khắc, vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở mấy người trong mắt. Trung quanh không hề là hư không, mà là một mảnh non xanh nước biếc. Có người ngự kiếm xuyên qua mà qua, có hình thái khác nhau mãnh thú trên mặt đất chạy như điên. Có nam nữ tu sĩ kết bạn mà đi. Đây là càng cao duy độ sinh linh sao? Trong truyền thuyết, tu tiên thế giới, bạch giang nam nhìn trung quanh xuất hiện hết thảy, vô cùng kinh ngạc. Đây là càng cao duy độ, vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là ở tự thân đạt tới cái này duy độ phía trước vô pháp phát hiện mà thôi. Mà ở cái này duy độ bên trong nguyên bản thuộc về bọn họ tinh hệ văn minh, chút nào không chấp mắt, chính là ngày thường trong mắt một cái con kiến hoa mà thôi, biết tồn tại, rồi lại không có hứng thú đi phản ứng, nếu thật nhàm chán không có việc gì làm thấy, khả năng sẽ đi lên dẫm một chân, liền sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Này chỉ là đệ tứ văn minh, trương vì thiên mở miệng, chúng ta vị trí là đệ tam văn minh, mà chúng ta mục tiêu còn lại là pháp tác giữa đỉnh cấp tồn tại, thứ năm văn minh. Theo trương vì thiên thanh âm rơi xuống, lại là một đạo răng rắc tiếng vang lên, mọi người chung quanh cảnh tượng, lại lần nữa biến ảo. Bích thủy áo xanh không ở, đây là hát cùng bạch giao tiếp thế giới, minh mông vô bờ, phảng phất cái gì đều không có. Thứ năm văn minh, tối cao văn minh duy độ, ở chỗ này, đã không có khoa học kỹ thuật phát triển, mạnh nhất khoa học kỹ thuật, chính là tự thân, ở chỗ này tồn tại người, đã có thể nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt thế giới chi lực. Trương vì thiên thanh âm vang lên kia tám cánh tay hung thú phảng phất đánh mất toàn bộ sức lực, dần dần sụi lơ trên mặt đất. Một tòa màu đen cung điện xuất hiện ở tầm mắt cuối, ở kia thần cung phía trước, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đã lâu không ai tới a à. Ngồi xếp bằng ở thần cung trước thân ảnh phát ra âm thanh, đây là một đạo hài đồng thân ảnh, thanh âm lại vô cùng già nua. Ở các ngươi văn hóa giữa, như thế nào định nghĩa ta? Thần cung trở nên hư ảo, tái xuất hiện khi, đã tới rồi trương vì thiên đám người trước người trương vì thiên nhìn chăm chú vào trước mắt người chậm rãi phun ra hai chữ hồng quân hồng quân trong truyền thuyết thiên đạo tri tổ ra đời ở thiên đạo phía trước hồng quân kia giống như là không lâu trước đây tên lâu lắm ta cũng đã quên là sáng thế hoặc là vật chủ ta sát lục diễn chừng lớn đôi mắt người mẹ nó sống lâu như vậy không mệt sao này liền ngươi một người nhàm chán không ta sở ngồi chính là ngồi ở chỗ này bóng người mở miệng đích xác không có ý tứ, không ai nói chuyện, không có bất luận cái gì sự tình có thể làm ta kinh hỉ hoặc yêu sầu, nhưng ta lại không nghĩ biến mất, liền ngồi ở chỗ này cũng hảo, có thể ngồi bao lâu là bao lâu. Huyền Thiên tiến lên một bước, hôm nay cũng đừng sống đi. Hảo A, bóng người hơi hơi mỉm cười. Sơn Hải giới không chung, đã biến hóa vì hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại, một bên trời nắng đất trống, mà bên kia còn lại là vô tận hư không. Ở kia vô tận trong hư không, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Cổ thú một mạch, người chờ cũng biết căn nguyên ở nơi nào. Đoạt bảo đạo nhân phát ra âm thanh. Kia trong hư không mà đến bóng người, đến từ chính viễn cổ hơi thở, câu động mê muội giao quật truyền nhân huyết mạch chỗ sâu trong ký ức thức tỉnh. Ma giao tồn tại với thượng cổ trong năm, chưa từng hóa rồng, lấy long vì thực, ma giao chân chính ý niệm, là tiêu diệt chân long một mạch, từ đây thế gian vô long. Trương huyền thủ đoạn xoay ngược lại, không có dư thừa vô nghĩa, thẳng đến đa bảo đạo nhân mà đi, trong tay trường kiếm, màu xanh đồng tiếp tục rơi xuống. Thiên có cửu trọng, bảy trọng, U Thiên. Cũng bị xưng là Tây Bắc chi thiên, danh hiệu Thái Âm. Cửu trọng chi thiên, mỗi một trọng đều đại biểu cho càng tốt pháp tắc, bảy trọng thiên đã tiếp cận với đỉnh, có thể vì bảy trọng thiên sở mang đến kiếp nạn nhất kiếm. U Thiên kiếp, đa bảo đạo nhân quanh thân, xuất hiện kia màu đen lốc xoáy, màu đen lốc xoáy lưu chuyển quấn quanh, nhìn như bình thường màu đen lốc xoáy lại tràn ngập lực cắn nuốt, có cắn nuốt thiên địa khả năng. Màu đen lốc xoáy dần dần phóng đại, ở trên hư không bên trong xuất hiện, kia từ trong hư không lao ra thân ảnh, vô pháp chống đỡ chiều kia màu đen lốc xoáy nơi chỗ bị hấp thu mà đi. Nhưng đối mặt này bảy trọng u thiên kiếp, đa bảo đạo nhân lù lù bất động. Trương Huyền đã là đi vào đoạt bảo đạo nhân trước người, hắn thấy rõ đa bảo đạo nhân kia trương gương mặt, người thực giả nua, nhìn dáng vẻ, tiên cũng không phải vĩnh sinh a. À trương huyền thanh âm vang lên đa bảo đạo nhân lại cả người chấn động hắn không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng đã có thể thấy rõ chính mình dung mạo liền cùng con kiến vô pháp phân biệt nhân loại dung mạo giống nhau thấp vĩ độ sinh vật vĩnh viễn thấy không rõ cao vĩ độ mặt liền cùng lúc ấy thẩm phán mặt trời đã cao không ai có thể thấy rõ trương vì thiên mặt liền đi theo chàng mọi người không ai có thể thấy rõ đoạt bảo đạo nhân mặt bởi vì ở sinh mệnh cấp bậc mặt trên đoạt bảo đạo nhân là muốn cao hơn mọi người. Mà khi có thể thấy rõ kia một khắc đã nói lên, ở sinh mệnh trình tự thượng, Trương Huyền cùng đa bảo đạo nhân đã đạt tới tương đồng cấp bậc, cũng chính là tiên cấp bậc. Điểm này, làm đa bảo đạo nhân không thể không coi trọng lên. Đa bảo đạo nhân quanh thân, sáu đem tiên kiếm bắt đầu xoay quanh, không hề không chỗ nào động tác. Cẩn thận một chút, thứ này chu tiên kiếm trận có điểm quỷ dị. Lam Vân Tiêu xuất hiện ở Trương Huyền bên cạnh, trong mắt còn mang theo kiêng kỵ thần sắc. Người che chở điểm lão bà của ta, huyền hoàng khí không thể có việc." Trương Huyền khóe miệng gợi lên tươi cười, đến nỗi cái gọi là Chu Tiên kiếm trận, sáu thành uy lực cũng liền như vậy, ta đến muốn thử xem, toàn thịnh thời kỳ Chu Tiên kiếm trận, rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người." Lam Vân Tiêu nhìn thoáng qua Trương Huyền, theo sau thân hình lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đã căn bản thấy không rõ Trương Huyền, hắn biết, trải qua hắc động một chuyện, Trương Huyền đã trưởng thành tới rồi yêu cầu chính mình nhìn lên độ cao. Trương Huyền huy động trong tay trường kiếm, lại là một tầng màu xanh đồng rơi xuống. Lúc này, chín kiếp trên thân kiếm, chỉ còn cuối cùng một tầng màu xanh đồng bao trùm, mà thuộc về bát trọng biến thiên khu vực, đã là giải khóa. Theo Trương Huyền trong tay trường kiếm vũ động, trên bầu trời, kia nhan sắc rõ ràng hai loại bất đồng không chung, thế nhưng bị quấy ở cùng nhau, ban ngày ban mặt cùng kia vô tận hư không hỗn hợp. Cái gọi là biến thiên, chân chính có được bát trọng thiên thực lực, thật là chỉ cần phất tay, liền có thể làm này thiên hạ thế cục hoàn toàn thay đổi tại đây biến thiên chi lực hạ vô tận hư không bị dần dần dung hợp đa bảo đạo nhân sắc mặt khẽ biến ngươi là tưởng hủy hoại này đó hư không chi môn đây là đến từ chính đệ tứ duy độ sản vật ngươi thật cho rằng chính mình có thể thấy rõ cái này duy độ là có thể hủy hoại này đó sao đa bảo đạo nhân tuy rằng nói như vậy nhưng ngón tay véo suốt kiếm quyết sáu đem thần kiếm bay múa thẳng đến trương huyền mà đi ha ha thử xem sẽ biết. Trương Huyền mỉm cười. Trương Huyền cùng đa bảo đạo nhân động tác, đã không phải người khác có thể thấy rõ, ở còn lại người trong mắt, hai người đã là hóa thành ảo ảnh. Thiên địa biến ảo, phong vân quấy. Không ai có thể thấy rõ một trận chiến này, trên thực tế, tới rồi Trương Huyền bọn họ bực này thực lực, phân ra thắng bại, chính là ở kia một cái chớp mắt chi gian. Nhìn đến, cuối không chung một lần nữa rõ ràng, hư không chi môn như cũ mở rộng ra, không ngừng có bóng người từ kia hư không chi môn giữa xuất hiện. Mà trên bầu trời nhiều ra vô số hàn mang, tinh tinh điểm điểm, hạ xuống mặt đất, toàn là sáu đem thần kiếm mảnh nhỏ. Trương huyền cùng đa bảo đạo nhân như cũ lẫn nhau đối lập, không ai biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết trương huyền không có thể đóng cửa hư không chi môn, nhưng đa bảo đạo nhân kia sáu đem tồn với thần thoại giữa chủ tuyến thần kiếm, hoàn toàn tiêu tán. Ở kia vô tận trong hư không, một cái sông dài, đột nhiên từ kia không chung, tưới mà xuống. Đây là một cái thời gian sông dài, ghi lại quá khứ tương lai, vào lúc này gian bên trong, một cái cự long thân ảnh đột nhiên lao ra, theo long mắt một bế hợp lại, sắc trời một minh một ám. Ma giao lấy long vì thực, nhưng hôm nay đương ma giao quật truyền nhân nhìn đến này cự long thân ảnh khi, thế nhưng run bần bật, đến từ linh hồn thượng uy áp, làm hắn nhịn không được phải quỳ xuống đi. Oa ha 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 ha, ha. cự long thế nhưng miệng phun nhân ngôn, "Trương tiểu tử, lão tử đã trở lại." Ha 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 lão tử tìm được căn nguyên, tiểu tử ngươi không có việc gì, ha 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 ha. Này cự long, đúng là lúc ấy hợp thời gian sông dài, muốn nghịch chuyển thời gian tà thần. Cũng là kia vạn long chi tổ, trúc long. liền ở tà thần xuất hiện dây tiếp theo, triệu cực trên người, hắc bạch lưỡng sắc quang mang đại thịnh, thế nhưng cùng tà thần lẫn nhau chiếu giỏi. Âm dương chân lý, thời gian căn nguyên, một người một con rồng đồng thời ra tiếng, cũng đều nhìn về phía đối phương. Đương nhìn đến triệu cực gương mặt kia khi Tà thần long nhãn bên trong Thế nhưng lộ ra một mặt cổ quái Triệu cực khóe miệng liệt khai Nhìn mắt bên cạnh toàn len ken, Thần mặt trời, lão tử hôm nay Phải làm long kỵ sĩ Thời gian, âm dương, lẫn nhau mà sinh Đều là thế gian căn nguyên Hỗ trợ lẫn nhau Tà thần sau lưng, thời gian sông dài bỗng nhiên nghiêng Rồi sau đó như là gặp cái gì lực cản Đột nhiên từ trung gian bị cán đoạn Đoạt bảo đạo nhân thân thể run lên lẩm bẩm nói qua đi bị chặt đứt giây tiếp theo ở thời gian kia sông dài giữa một bóng người đi ra hắn thân xuyên màu đen đạo bào đôi tay cắt niết một kiện pháp khí nhìn kỹ thế nhưng là ngày ấy trăng tròn bàn một tay cầm dương một tay cầm nguyệt đoạt bảo gặp qua sư tôn đoạt bảo đạo nhân vội vàng hành lễ mà lúc này cho dù là ở đại chiến bên trong đạo nhân cũng dừng thân hình tất cả đều cung kính hành lễ ta chờ gặp qua giáo chủ chẳng sợ bởi vì hành lễ mà bị đối thủ một đao chặt đứt, mất đi tánh mạng, nhưng như cũng làm như vậy, bởi vì thân ảnh ấy, đó là bọn họ tín ngưỡng, so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Oa nha nha nha, Trương tiểu tử, này lão tiểu tử chính là tiệt giáo giáo chủ, đạo hào thông thiên, không phải cái gì hảo điều, ở thời gian sông dài đuổi theo lão tử không bỏ, người chạy nhanh đem hắn lộng chết. Thông thiên giáo chủ thân hình chậm rãi tiếp cận, hắn không có mở miệng, thanh âm lại ở trong thiên địa vang lên. Không thể tưởng được, lúc trước một quả hạt giống, đã hoàn toàn diễn biến, qua đi không hề, vô pháp trọng tới, không có luân hồi, cũng thế, là thời điểm, kết thúc này hết thảy. Thông thiên giáo chủ ánh mắt, tỏa định ở trương huyền trên người. Thông thiên giáo chủ, thần thoại thời đại trung, tuyệt đối đứng đầu nhân vật, sáng tạo tiệt giáo, giáo dục không phân nổi giống. Nếu là trước kia trương huyền, đụng tới loại này truyền thuyết giữa mới có thể xuất hiện nhân vật, tất nhiên vô pháp nhìn thẳng, bởi vì đối phương địa vị thật sự là quá lớn. Nhưng hiện giờ, trải qua hắc động một hàng, Trương Huyền sinh mệnh trình tự đã phát sinh thay đổi, từ hắn có thể thấy rõ đa bảo đạo nhân kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã cùng thông thiên giáo chủ đám người, đứng ở cùng điều đường thẳng song song thượng. Đối với Trương Huyền tới nói, cái gọi là thông thiên giáo chủ, bất quá là một cái thực lực càng cường tu sĩ mà thôi, đừng nói đặt ở nơi này, chính là đặt ở càng cao duy độ thế giới, cũng là trí cường giả. Nhưng hiện giờ Trương Huyền cũng không kém. Thiên đạo trong hư không, tam đoá bất đồng nhan sắc hoa thể nở rộ, dần dần tiếp cận. Thông thiên giáo chủ trên đỉnh đầu không, tam sắc hoa sen nở rộ, này chính là tam hoa tụ đỉnh chi tướng. Sở đại biểu, đại la kim tiên thân thể. Đại la kim tiên, nãi tiên đạo tu hành bên trong, tối cao trình tự. Trương tiểu tử, hóa thành bản thể tà thần hét lớn một tiếng, thời gian sông dài đã bị này lão cẩu hoàn toàn chặt đứt. Lúc này đây lại thua, liền không có đường lui. Trương huyền quay đầu, nhìn mắt phía sau đang cùng người đại chiến Lâm Thanh Hạc, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Thông thiên giáo chủ trên đầu tam hoa tụ đỉnh, đột nhiên, gió lạnh lạnh thấu xương, lao thẳng tới Trương Huyền mặt mà đến. Một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, này sơn mặt bóng loáng, ngăn trở Trương Huyền đường lui, lại ở cùng thời gian, không chung bên trong, tưới xuống tường vân, nhưng rõ ràng là tường vân bao phủ, lại là vô số sát khí, dũng hướng Trương Huyền, đem hắn hoàn toàn vây quanh. Trương Huyền phía sau kia san bằng sơn mặt, thế nhưng hóa thành một đạo linh đài. Ở linh đài phía trên, chạm một tu sĩ, cầm trong tay trường kiếm, lại một đạo thân ảnh thoáng hiện, là một lưng còng thân ảnh, cầm trong tay một cây gỗ đảo trược, lưng còng thân ảnh lúc sau, một người thân xuyên chín sắc hoa bào, cưỡi mai hoa lộc, cầm trong tay tiên kiếm quá a, à, ở này bên cạnh, một người kỳ tám xoa lộc, cầm trong tay cổ định kiếm, bên kia, người nọ trên người đại hồng bào, kỵ hoàng ban lộc, cầm trong tay côn ngô kiếm, đứng mặt bắc người, thân xuyên màu trắng trường bào, kỵ khóa con nai. Cầm trong tay thép dòng kiếm. Thông thiên giáo chủ, sáng tạo tiệt giáo, giáo dục không phân nòi giống, môn hạ đệ tử vô số, này đó, đều là đệ tử ý chí hiện hóa. Lại có tám vị chân tiên thân ảnh hiện hóa, lấy tám môn chi vị liệt lại lần nữa. Bảy hương xe, bát hổ xe, phân biệt hiện ra, khuê nhiều thân ảnh xuất hiện, phát ra gầm lên giận dữ, kinh sợ thiên địa. Nghe đồn, tiệt giáo thông thiên giáo chủ, cùng dưới tòa đệ tử, cộng khai sáng một trận, tên là Vạn Tiên Trận. Vạn Tiên Trận chung, nhưng sát thông thần. Tuy phong thần một trận chiến, tiệt giáo đệ tử tử thương thảm trọng, nhưng hiện giờ, Vạn Tiên Trận vẫn là đủ để diễn biến. Kia Kim Linh Thánh mẫu ngồi trên bảy hương bảo xe bên trong, kia thân công báo ngồi trên bát hổ bên trong xe, tổng đốc Vạn Tiên, vô đương Thánh mẫu pháp bảo tùy thân, quy linh Thánh mẫu bao hàm toàn diện. Đây là một cái đại sát chiêu. Tới rồi thông thiên giáo chủ cùng trương huyền bực này cảnh giới, bình thường quyết đấu, vô pháp làm được chém giết, chỉ có chân chính ý nghĩa thượng sát phạt đại trận mới có cơ hội chảm trừ đối phương. Tam hoa tụ đỉnh là lúc, sát trận đã bày ra, thiên đạo trong hư không, tam đoán nở rộ hoa sen vô cùng lóa mắt, còn lại hàng tinh, có vẻ vô tận ảm đạm. Ta tiệt giáo giáo dục không phân nòi giống, quảng nạp thiên hạ, đệ tử vô số, các ngươi, không hề phần thắng. Thông thiên giáo chủ mở miệng, hắn thanh âm từ trong hư không truyền đến, kia hư không đại môn chỗ, vô số thân ảnh dung nhập. Chỉ dựa vào triệu cực đám người, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tại đây nhân số tranh lệch hạ, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đột nhiên, một đạo hằng tinh xuất hiện. Kia hằng tinh phía trên, lập lè ánh sáng nhạt, hằng tinh không riêng vần quanh ở thiên đạo trong hư không, thế nhưng có một loại muốn phá không mà ra cảm giác. Tại đây một khắc, toàn bộ đại địa chấn động. Thiên đạo ở chấn động. Kia thiên đạo hằng tinh, cùng cấp với một cái khác pháp tắc, một cái khác pháp tắc muốn dung nhập thế giới này giữa, chính là muốn đánh vỡ vốn có trật tự. Đánh vỡ vốn có thiên đạo trật tự, thành lập trật tự mới, này liền tương đương với, là hai cái chúa sáng thế chi gian va chạm. Trương huyền trong tay chín kiếp kiếm cũng ở chấn động, kia kiếm phong phía trên, cuối cùng một đoạn màu xanh đồng, cũng là bóc ra. Trương huyền nhìn chăm chú vào trong mắt thần kiếm, không cấm lẩm bẩm thiên có cửu trọng, cửu trọng chi thiên, có cửu trọng chi kiếp, cửu trọng quân thiên, nãi trung tâm chi thiên, quy tắc thành lập chỗ. Nếu hạ kiếp nạn, quy tắc dung chuyển, hết thảy đều nhưng trọng viết, lục lão nhân, đây là ngươi vì ta chuẩn bị thanh kiếm này, chân chính mục đích đi, biết được thời gian sông dài sẽ bị cắt đứt, chỉ có đánh vỡ quy tắc, mới có một đường sinh cơ, người ban ta hủy thiên chi kiếm, lại cho ta khai thiên chi lực, một khi đã như vậy nói. Trương huyền trong tay vô cái kiếm hoa, giờ khắc này, thiên đạo trong hư không kia viên thiên đạo hằng tinh, bỗng nhiên ra tốc, muốn đột phá hư không, thực hiện ở sơn hải giới tồn tại sơn hải giới không trung xuất hiện vết rách. Không trung giữa, một con thật lớn bàn tay xuất hiện, hướng Trương Huyền chụp tới, dục muốn nghiền nát Trương Huyền. Này bàn tay xuất hiện một khắc, trong thiên địa sở hữu thần linh, đều không cấm run dày. Đi! Trương Huyền múa may trong tay trường kiếm, một đạo kiếm phong xuất hiện, không trung kia cự trưởng liền tại đây nói kiếm phong dưới, trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Cũng liền ở đồng thời, Trương Huyền trong tay chín kiếp kiếm, tắc đứt từng khúc vỡ ra tới không trung bên trong vang lên một đạo gào giống tiếng động kia dựng dục sáng dọi thiên đạo hàng tinh đột phá thiên đạo hư không làm được chân chính hiện ra thông thiên giáo chủ sở bày ra linh đài đang run rẩy thiên đạo hàng tinh dần dần hướng trương huyền nơi địa phương hiện hóa trương huyền sau lưng một đạo thật lớn hư ảnh xuất hiện này hư ảnh cầm trong tay một phen khai thiên diều lớn dùng sức một phách tại đây một phách dưới trong thiên địa đều phảng phất an tính. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi đổi, liền thấy trong tay hắn véo ra một đạo pháp quyết, một cây hồn cờ đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Trương Huyền sau lưng hư ảnh mà đi. Lúc này hai người quyết đấu, là pháp tắc quyết đấu. Trương Huyền lấy chín kiếp kiếm phá rất nguyên bản quy tắc, dẫn chính mình Thiên Đạo Hằng Tinh vào bàn, lại muốn lấy khai thiên chi lực thành lập tân quy tắc. Một khi thành lập, Trương Huyền sẽ trở thành quy tắc của thế giới này chủ nhân. Nhưng Thông Thiên giáo chủ sở tế ra hồn cờ bên trong ẩn chứa đại lượng oán niệm, này oán niệm không trừ, quy tắc vô pháp trọng viết. Vô số đen nhánh quỷ mị thân ảnh từ này hồn cờ giữa xuất hiện mà ra, hướng Trương Huyền phía sau kia cầm dìu thân ảnh chen chúc mà đi. Trương Huyền muốn động, lại bị kia linh đài phía trên tiên ảnh dây dưa. Liền tại đây một khắc, một đạo hàn mang khai thiên địa, chém tới kia quỷ mị thân ảnh. Ha ha ha, không y thân ảnh phiêu với không chung, vừa không là người nọ chi quân chủ, cũng không phải ma chi đế vương, người lựa chọn, thế nhưng là sáng thế chi chủ. Ha 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 ha, cũng thế, cũng thế, xem ra, người lựa chọn không sai a, à, ca ca. Người tới hồng bào ở không trung bay phất phới. Trương Huyền, chớ quên, sở tranh lĩnh vực, có thể xua tan hết thảy tà mị. Lúc trước sở tranh, nửa đời sau sở hữu, đều đặt ở chân áp tà mị mặt trên. Trương Huyền nghe nói lời này, cánh tay múa may. Uống nguyệt, rượu nhật, nhật nguyệt trên cao, tà mị xua tan thiên đạo hằng tinh, thêm vào ở trương huyền dưới chân. Toàn bộ thiên đạo hư không, nháy mắt trở nên đầy sao điểm điểm, tựa hồ ở chiều bái quân vương. Nhật nguyệt vì hai tròng mắt, thêm vào ở kia khai thiên thân ảnh phía trên, trương huyền chân đạp hằng tinh, sau lưng đại đạo thanh liên nở rộ, quanh thân, dị thú vần quanh. Đánh vỡ thiên địa cái chắn, đánh vỡ nói quy tắc, lấy khai thiên chi lực dẫn thiên đạo hằng tinh vào bàn. Giờ phút này, đại đạo thanh liên nở rộ, nhật nguyệt xua tan tà mị, Trương Huyền chân dẫm thiên đạo hàng tinh, quanh thân sao trời vần quanh. Tay cầm nhật nguyệt trích sao trời, đương ứng như thế. Cửu trọng thiên nói, quân thiên phá, cửu trọng kiếp. Cửu trọng kiếp nạn hạ, hết thảy đều đem một lần nữa viết. Trương Huyền cùng thông thiên giáo chủ nơi chỗ, linh khí dần dần trở nên loáng. Trương Huyền phía sau cự núi lở toái, linh đài bị hủy, tiên thần hư ảnh biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh, vạn tiên trận, biến mất thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm trước mắt người, mở miệng nói, người dục viết lại trời đất này quy tắc, làm trời đất này tinh khí sói mòn, sáng tạo một cái không có đạo pháp thế giới, đáng tiếc, dù cho là này, lại như thế nào, chẳng sợ không dựa đạo pháp, các ngươi giống nhau không hề phần thắng. Thông thiên giáo chủ nói lời này, có 10 phần tự tin. Giờ này khắc này, ở kia phiến hư không chi môn chung, vô số thân ảnh xuất hiện mà ra, bọn họ cầm trong tay tiên kiếm, kiếm pháp sắc bén, liền tính không có khí, chỉ bằng vào trong tay bảo kiếm, cũng đủ để vô địch. Cửu trọng thiên kiếp hạ, linh khí bị rút cạn, không trung đang ở vỡ ra, ở kia cái khe dứa, có ngọn lửa thiêu đốt ra tới, này ngọn lửa muốn châm tấn khắp không trung. Thiên đạo trong hư không, thiên đạo sao trời ảm đạm. Ở trương huyền trong cơ thể, lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện lại mà ra, lại là hai của thiên đạo ý chí. Giờ phút này, đại đạo bị viết lại, nguyên bản thiên đạo ý chí, cũng đem biến mất. Thời gian, không gian, ngũ hành. Ha ha, ý đồ thay đổi hết thảy, bất quá, này thì thế nào? Khuyết thiếu thiên đạo ý chí, các ngươi càng không có cơ hội. Thông thiên giáo chủ đôi tay lưng đeo phía sau. Kỳ thật, Khương Nhi sở thấy, cũng không phải tương lai, mà là qua đi, ở thời gian sông dài chung, chúng ta lần lượt thất bại, ta cảm thấy, đúng là bởi vì không có được ăn cả ngã về không dũng khí, mới có thể dẫn tới thất bại. Trương Huyền nhìn trước mắt này tôn trong truyền thuyết đại thần, người cắt đứt thời gian sông dài, không nghĩ làm chúng ta có lại đến cơ hội, cũng vừa vặn, cho chúng ta dùng hết hết thảy dũng khí, đến nỗi người nói không có linh khí sau, ta tưởng, chúng ta phần thắng, sẽ lớn hơn nữa một ít. Nga, thông thiên giáo chủ mặt lộ vẻ tò mò chi sắc, người tự tin đâu? Tự tin sao? Trương huyền hơi hơi mỉm cười, người nghe nói qua, quang minh đảo sao? Trương huyền dứt lời, cánh tay múa may, ở trương huyền phía sau, đồng dạng xuất hiện một phiến lại một phiến đại môn, tại đây đại môn bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh đi ra, bọn họ thân xuyên hắc y, trên mặt mang màu đen mặt quỷ răng nanh mặt nạ, cầm trong tay công nhận. Ở này đó thân ảnh giữa, còn có không ít khác thường gương mặt, một người cả người bạch y, cầm kiếm, cả người giống như một phen xuất khiếu lưỡi dao sắc bén, làm đoá tiên đều bất tận nhiều xem hai mắt, là kiếm lâm thiên, kiếm đạo đệ nhất nhân. Còn có một người, thân xuyên kim giáp, khi phách vô song, chính là thú vương. Khanh khách, tiểu trương huyền, chúng ta tới sóng tỷ đám người, tất cả xuất hiện. Địa tâm thế giới cao thủ, cũng bỏ thêm tiến vào. Khụ khụ, ra rồi, ra rồi, cuối cùng lại đánh một trận. Trúc Nguyên cửu ở Trúc Linh nâng hạ đi ra. Các cổ võ thế gia, toàn hiện thân. Cầm trong tay ngọc tiêu áo tang, mang đấu lạp hiện thân. Mà đi ở phía sau một người, trên vai khiêng một phen màu đen đại đao. Kia gì, thông thiên giáo chủ đúng không, tự giới thiệu một chút, lão tử bạch trì, từ từ lấy ngươi mạng chó đem ta cũng nhớ một chút, tóc đỏ. Ta là Alex, y chat ngươi. Khương Nhi, ta Lilith, Nguyệt Thần, cùng ngươi không phải một hệ thống. Ta phí lôi tư, ta đặc ngươi, hải thần, đối với người đại la kim tiên vị thực cảm thấy hứng thú. Một đạo lại một đạo thân ảnh đi ra, dậm dạp thân ảnh, trên người tuy rằng không giống như là tiệt giáo nói chúng có cái loại này ngập trời khí thế, nhưng mỗi người trên người đều mang theo một cổ thẳng tiến không lùi, mang theo chiến ý dâng trào, Cuối cùng, đại môn chỗ sâu trong, một đạo câu lũ thân ảnh xuất hiện, hắn thân xuyên màu đen áo gió, tuy rằng tuổi già, nhưng đồng dạng có dâng trào chiến ý, hắn đôi tay cầm tế kiếm. Ta, Peace, gặp qua các hạ. Lão Peace, lại lần nữa xuất hiện trùng lập giang hồ. Trên bầu trời, Chessia nhìn đến này mạc, hít sâu một hơi, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng ở lão Peace bên cạnh, đồng dạng phát ra thanh thúy thanh âm. Ta, Chessia. Trương Huyền nhìn đến này mạc, đem bàn tay hướng trong lòng ngực, một quả phát ra ngũ thải quang mang nhẫn bị Trương Huyền lấy ra, theo sau ném đi, ném hướng Chessia. Nơi này, áo tang cũng nhẹ phất tay cánh tay, kia ám kim sắc thánh giới, ở không trung tung ra một cái đường cong, hạ xuống Trương Huyền trong tay. Trương Huyền nhìn trong tay này cái sáng dọi lưu chuyển thánh giới, hít sâu một hơi, chậm rãi mang ở trên tay. Giờ khắc này, quang minh đảo mười vương tập kết. Giờ khắc này, thánh giới lại lần nữa mang với Trương Huyền tay ở trương huyền mang lên thánh giới kia một khắc, dậm dạp thân ảnh ở cùng thời gian, toàn bộ quỳ một gối xuống đất, đồng thời phát ra âm thanh. Gặp qua quân vương, thanh âm này sông thẳng tận trời. Quang minh đảo thần thoại, còn ở kéo dài. Trương huyền ánh mắt nhìn về phía kia hư không chi môn. Các vị, lần này một trận chiến, không có thời gian, không có năm tháng, khi nào sát xong, khi nào kết thúc, ta liền một câu. Trương huyền hít sâu một hơi, quát to, quân giặc một ngày không trừ. Ta chờ, vĩnh không còn hương, sát. Sát. Mọi người đứng dậy, tiếng kêu rung trời, tại đây một khắc, bước chân mại động, sát hướng kia hư không đại môn chỗ. Trên bầu trời, ngọn lửa như cố thiêu đốt, đốt sạch hết thảy linh khí, vô luận là ai, tại đây một khắc, đều không thể làm được tiếp tục ngự không. Thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm trương huyền, đây là người tự tin sao? Xem ra cũng không thế nào. Người thử xem thì tốt rồi. Trương huyền hơi hơi nhếch miệng, theo sau một cái bước nhanh sông lên phía trước, bằng nguyên thủy phương thức, một quyền tạp hướng thông thiên giáo chủ mặt. Không chung ngọn lửa thiêu đốt, nơi này tiếng kêu rung trời. Ở đây không ai có thể tránh được trận chiến đấu này. Mà ở kia trắng tinh chỗ, lục diễn phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng mắng to nói, này lão ngoạn ý không biết xấu hổ, hắn sao, không phải ỉ vào so với ta sống lâu mấy chục vạn năm sao, người chờ ta đổ đệ vô địch lúc sau, lão tử cũng sống mấy chục vạn năm lục diễn từ trên mặt đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ. Lý Dung Tài lắc lắc đầu, song quyền nở rộ quang mang. Bạch Giang Nam dẫn anh Linh nhập thể. Trương Vì Thiên giống như điên cuồng, quanh thân quấn quanh hắc khí, dẫn ma thần nhập thể. Thịnh thẳng tới trời cao véo một đoạn long mạch, này long mạch, chính là nguyên tự với kia bạc thị địa tâm, đại biểu cho một phương khí vận, là đại sát khí. Mà huyền thiên, cầm trong tay màu đen trọng kiếm, tiêu hao chín viên sao trời, lấy thái dương tinh hỏa rèn luyện mà thành. Đồ tiên sớm đã không thú vị, hôm nay, liền đồ thánh đi. Huyền thiên tóc đen phi dương. Vô phong trọng kiếm sở mang đến lực áp bách, liền này đạo nhân chi tổ, đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Sát, tiếng kêu, đồng dạng vang lên, nơi này chiến đấu có vẻ yên tĩnh, đây là tối cao trình tự thể hiện, chẳng sợ một cái rất nhỏ động tác, đều ẩn chứa vô tận đạo vận, cũng chính là ở thứ năm duy độ, nếu là ở đệ tam duy độ, những người này, phất tay có thể hủy diệt sao trời, nếu ở đệ tứ duy độ, nhất chiêu cũng có thể hủy diệt một cái tu tiên thế giới. Đây là cuối cùng một trận chiến. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là bình thường một ngày, nhưng đối với một bộ phận nhỏ người mà nói, đây là đủ để thay đổi thế giới cách cục một ngày. Hai phiến lư không đại môn hoành khai, đến từ chính bất đồng trận doanh, thậm chí bất đồng chủng tộc hai đám người, triển khai chém giết. Đây là không có đường lui một trận chiến giống như là Trương Huyền ngoài miệng nói như vậy. Quân giặc một ngày không trừ, ta chờ vĩnh không về hương. Chỉ có hoàn toàn giết sạch, giết hết, đêm này hết thải toàn bộ kết thúc. Tiếng kêu rung trời, giờ khắc này, trước mắt chỉ có màu đỏ tươi cùng giết chóc. Không ít hình bóng quen thuộc sông vào Trương Huyền bên cạnh. Quang minh đảo Mười Vương, tại đây một khắc, lại một lần tập kết. Máu tươi vẩy đầy thông tiên sơn. Có người nói, kiệt tiếng kêu truyền tới ngàn vạn dặm ngoại, này đã không phải một loại hiện tượng, mà là một loại ý chí. Một trận chiến này, giết được thiên địa vô quang, một trận chiến này, giết được nhật nguyệt tối tăm. Hai năm sau, ở hè oi bước Nam Hải tỉnh bờ biển, tên là Á Đặc Khách Sạn, là rất nhiều người tới này sau tất tới mở ra địa phương, nơi này có lớn nhất hải dương thế giới, là tuổi trẻ nam nữ nhóm thích địa phương. Trương Huyền nắm lâm thanh hàm tay, bước chậm ở trên bờ cát. Lão công, thật sự khó tưởng tượng, chúng ta thế nhưng thắng, lúc ấy ta cho rằng hết thảy đều phải xong rồi đâu lâm thanh hàm nhớ tới lúc trước đại chiến vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình trương huyền nắm lâm thanh hàm tay càng thêm dùng sức lúc ấy cái loại này tình huống không có đường lui ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta có thể thắng rốt cuộc ta còn có tâm nguyện không hoàn thành đâu lâm thanh hàm vừa nghe lời này lập tức trở nên cùng cái tò mò bảo bảo giống nhau lão công cái gì tâm nguyện a à? nói cho ta nghe một chút đi bái không nói trương huyền đem miệng bế kín mít lâm thanh hàm là rõ ràng trương huyền người này nếu không tưởng nói gì trên thế giới nhất chuyên nghiệp đặc công lại đây cũng chưa biện pháp từ trong miệng hắn bộ ra lời nói tới không nói liền không nói bái ta còn không muốn nghe đâu lâm thanh hàm một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng trương huyền nhưng không ăn nàng này bộ chính là không mở miệng ở á đặc khách sạn tối cao một tầng phòng nội bạch trì cầm kính viễn vọng trong tay cầm bộ đàm các vị đây là quan trọng nhất một trận chiến sao, đều chuẩn bị tốt sao. Cần thiết, hải thần thanh âm truyền ra tới, cùng một trận chiến này so sánh với, kia cái gì thông thiên giáo chủ, tính cái gà nhi a. Xong rồi xong rồi, ta đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Khương Nhi thanh âm cũng truyền ra. Ta cũng là, ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tóc đỏ thanh âm vang lên. Khắp nơi thế lực đã trình diện, y chắt người thanh âm truyền đến, ta bên này toàn bộ trang bị không có bất luận vấn đề gì. Phí lôi tư mở miệng. Ta bên này cũng đều thu phục, đối phương người, cũng đều tới rồi. Chessia thanh âm thanh thúy. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, thanh tràng công tác đã hoàn thành. Alex nói. Ngày này, sẽ làm quá nhiều người khó quên. Nguyệt thần cũng như vậy mở miệng. Đều nhìn chằm chằm hảo từng người trước trách cương vị, ai đều không cho phép ra sai A. À. Lão Peace ăn mặc âu phục, tay cầm bộ đàm, đây là chúng ta Quang Minh Đảo quân vương kết hôn điển lễ. Ở Lâm Thanh Hàm không biết gì dưới tình huống, một hồi thuộc về nàng cùng Trương Huyền hôn lễ, đã ở lặng Yên chuẩn bị, mà lúc này đây hôn lễ, có thể nói là nhất long trọng. Phương Nam Thiên luôn là hắc thực mau, sắc trời dần tối khi, Trương Huyền nắm Lâm Thanh Hàm tay, trở lại khách sạn. Khách sạn ngoại thảm cỏ xanh mặt cỏ thượng, lúc này đang ở dựng một cái đài cao. Lâm Thanh Hàm tò mò nhìn về phía nơi đó. Nha này không phải Lâm Thanh Hàm sao?" Một đạo thanh âm vang lên. Liền thấy một người dáng người cao gầy, diện mạo xinh đẹp mỹ nữ bước gót sen chậm rãi đi tới, nữ nhân này trên người toàn là hàng hiệu. "Ngươi là?" Lâm Thanh Hàm thấy đối phương, suy nghĩ một chút, vội vàng nói, thầm mộng. Thầm mộng trong mắt hiện lên một mặt không vui, nhưng vẫn là tiếp tục cười nói, không nghĩ tới chúng ta đại danh nhân còn có thể nhớ rõ ta cái này đại học đồng học a, ta còn tưởng rằng ngươi đều đem ta đã quên đâu. Năm đó ngươi chính là chúng ta trường học giáo hoa, còn tưởng rằng ngươi đều không nhớ rõ tên của ta đâu, ngươi bên cạnh vị này chính là. Ta lão công, Trương Huyền, Lâm Thanh Hàm thoải mái hào phóng cấp Thẩm Mộng giới thiệu nói. Thẩm Mộng trên dưới xem kỹ Trương Huyền một lần, phát hiện Trương Huyền này một thân không có bất luận cái gì nhãn hiệu tiêu chí trang phục, trong mắt lập tức liền trở nên coi khinh lên. Trương Huyền tự nhiên chú ý tới Thẩm Mộng đánh giá, bất quá đối với Trương Huyền tới nói, chút nào không thèm để ý hắn sớm đã qua theo đuổi xa hoa lúc, trước kia theo đuổi xa hoa thời điểm, kia quần áo toàn bộ là đỉnh cấp đại sư thủ công khâu vá, căn bản không trùng lặp. Thẩm mộng quan sát đến những chi tiết này sau, nói chuyện chung mang theo chút ngạo khí, Lâm Thanh Hàm, người lão công là làm cái gì công tác A? À? Hắn A, à, Lâm Thanh Hàm nhìn Trương Huyền, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nhảy ra bốn chữ, giữ gìn chị An. Trương Huyền mới vừa uống xong một ngụm thủy, nghe được lời này, thiếu chút nữa phun ra tới đại chiến tiệt giáo, cùng thông thiên giáo chủ liều mạng, trọng viết thiên đạo trật tự, đóng cửa hết thảy linh khí, như thế nào đến lâm thanh hàm này, đã bị đơn giản hóa thành này bốn chữ đâu, bất quá ngẫm lại, giống như cũng không có gì tật xấu, này còn không phải là giữ gìn trị An hòa bình sao. thẩm mộng nghe được, che miệng cười, vậy ngươi lão công còn rất ái ngươi, hắn kia hành tiền lương đều sẽ không quá cao, này khách sạn nhất tiện nghi một đêm đều bốn nghìn nhiều khối đâu, đúng rồi, ngươi là chủ cái này khách sạn đi. Ân, đối, chúng ta là ở tại kia lâm thanh hàm mở miệng trả lời nói còn chưa dứt lời đã bị thẩm mộng đánh gãy lâm thanh hàm người nói một chút hiện tại này tiền cũng quá không trải qua hoa ở một đêm thượng phải năm vạn nhiều khối nếu không phải ta lão công nói tại đây tổ chức kết hôn biển lễ ta thật đúng là luyến tiếc ha đúng rồi người kết hôn ở đâu làm chúng ta sao cũng không biết nghe nói người gia cảnh không tồi tổng sẽ không tùy tiện liền làm đi thẩm mộng nói chung toàn là khoe ra Ta kết hôn a, à, Lâm Thanh Hàm không cấm nhìn mắt Trương Huyền, nàng cùng Trương Huyền, nhất tiếc nuối chính là không có một cái chân chính kết hôn nghi thức, tuy rằng kết hôn điển lễ chỉ là một cái hình thức cảm đồ vật, nhưng không có bất luận cái gì một nữ nhân, không hy vọng chính mình trở thành ngày đó toàn trường đẹp nhất nữ nhân, ở bạn bè thân thích chứng kiến hạ, bị chính mình yêu nhất nam nhân dắt tay, đi hướng hạnh phúc điện phủ. Bất quá Lâm Thanh Hàm cũng không theo đuổi những cái đó, rốt cuộc cùng Trương Huyền ở bên nhau đã trải qua quá nhiều, cộng đồng sinh tử trải qua quá ký ức bị chảm cũng trải qua quá, sự thật chứng minh, đã xảy ra nhiều như vậy, hai người như cũ ở bên nhau, này so bất luận cái gì thể non hẹn biển đều dùng được. Thẩm mơ thấy Lâm Thanh Hàm không nói lời nào, tiếc núi lắc lắc đầu, Lâm Thanh Hàm, ai, kia như vậy đi, ngày mai ngươi tới tham gia một chút ta hôn lễ, không cần ngươi ra lễ, đến lúc đó cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, cảm thụ một chút không khí là được, nói thật, ta lão công nói cho ta chuẩn bị một cái long trọng hôn lễ, ngay cả ta cũng thực chờ mong đâu, ta cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào chuẩn bị, bất quá ngươi xem cái này cao nâng, chính là hắn cho ta dựng. Thẩm mộng chính khi nói chuyện, trên bầu trời, một trận ồn ào thanh âm vang lên, liền thấy rậm rạp phi cơ trực thăng ở không trung xoay quanh. Ngay sau đó, vô số mới mẻ hoa hồng cánh, từ thiên mà rơi, trong nháy mắt này, hạ hoa hồng vũ. Mạn thiên hoa vũ rơi rụng mà xuống, đại biểu lãng mạn cùng ái hoa hồng tràn ngập khắp không trung. Một màn này, tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt thẩm mộng nháy mắt trở nên kích động lên, tràn ngập khoe ra hướng Lâm Thanh Hàm mở miệng. Lâm Thanh Hàm, nhìn dáng vẻ, ta phải mời ngươi hiện tại liền tham gia ta hôn lễ, ta cũng không nghĩ tới, ta lão công sẽ như vậy lãng mạn. Lúc này, kia đầy trời cánh hoa bay xuống, thẩm mộng đầy mặt ngạo nghễ đứng ở này đầy trời cánh hoa giữa, giống như kia chuyện cổ tích giữa nữ chính giống nhau. Thẩm mộng ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng vẫn là dừng ở Lâm Thanh Hàm trên người. Tại đây một khắc, Thẩm Mộng trong lòng cảm giác phá lệ sảng khoái, ở đi học thời điểm, Thẩm Mộng cũng tự nhận là là cái mỹ nữ, nhưng phàm là có Lâm Thanh Hàm ở thời điểm, nàng cái này mỹ nữ đều sẽ không người hỏi thăm, cái này làm cho Thẩm Mộng trong lòng vẫn luôn đối Lâm Thanh Hàm đều có cực đại oán khí, mà ở tốt nghiệp nhiều năm như vậy sau, Thẩm Mộng rốt cuộc tìm về bãi. Người Lâm Thanh Hàm là mỹ nữ thì thế nào, người Lâm Thanh Hàm được hoan nghênh thì thế nào? Nhưng ở hôm nay, ta Thẩm Mộng chính là tuyệt đối vai chính. Nghĩ vậy, thầm mộng không cấm nhìn mắt Lâm Thanh Hàm bên cạnh Trương Huyền. Trương Huyền ôm bụng, hướng Lâm Thanh Hàm nói, "Lão bà, ta đi WC." Trương Huyền nói xong, nhanh như chớp chạy trốn. Trên bầu trời, hoa hồng cánh rơi xuống, kia rậm rạp phi cơ trực thăng thống nhất mở ra đèn pha, chiếu hướng phía dưới. Này trong nháy mắt, Lâm Thanh Hàm vị trí mặt cỏ, giống như một cái ánh đèn tú sân khấu, xa hoa lộng lẫy. Cảnh đêm, hoa hồng, ánh đèn, gió biển Nơi xa dựng đài cao, đột nhiên sáng lên quang mang, kia thế nhưng không phải một chỗ đang ở dựng đài cao, mà là đã dựng hoàn thành. Cũng tại đây một khắc, dễ nghe âm nhạc tiếng vang lên, này âm nhạc thanh thế nhưng là từ ngầm truyền đến, hình thành vần quanh âm hiệu, đem ở đây tất cả mọi người bao vây trong đó. Thầm mộng trên mặt đắc ý càng ngày càng thấm, này đủ loại hết thảy, không riêng đại biểu cho tâm ý, càng là một loại tài lực thể hiện. Ở vô thanh vô tức bên trong, liền tại đây tòa lớn nhất khách sạn chung, bố trí nhiều như vậy. Thẩm mộng thông thả ung dung đi đến Lâm Thanh Hàm bên cạnh, cười nói, Lâm Thanh Hàm, có một số việc ngươi cũng không cần hâm mộ, lấy ngươi điều kiện, đảo cũng có thể tìm được một ít không tồi, ta lão công bên cạnh đều có mấy cái không tồi lựa chọn, còn đều là độc thân, tuy rằng từng ly hôn, nhưng mỗi người có tiền, có cần hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút. Liên ở thẩm nói mưa âm rơi xuống nháy mắt, phần quanh âm hưởng chung, Đột nhiên vang lên kia thâm trầm hơi mang khản khản thanh âm, là một bài âm nhạc, ca thần nào một đầu, dọc theo đường đi có ngươi. Ngươi biết không ái ngươi cũng không dễ dàng, còn cần rất nhiều dũng khí lại ý trời đi. Thật nhiều nói không ra đi chính là sợ ngươi không đủ sức. Ngươi tin tưởng sao cả đời này gặp được ngươi? Là đời trước ta thiếu ngươi chính là ý trời đi. Làm ta yêu ngươi mới lại làm ngươi ly ta mà đi. Có lẽ luân hồi sớm đã chú định kiếp này nên ta còn cho ngươi này ca sướng thanh âm bên trong tràn ngập thâm tình cùng với một trận dương cầm khúc lâm thanh hàm rũi tay che lại cái miệng nhỏ ban đầu nàng cũng không có nghe ra thanh âm này nhưng hiện tại rõ ràng nghe xong ra tới ca hát người chính là trương huyền theo trên bầu trời phi cơ trực thăng thượng đèn pha đánh tới kia trên đài cao đột nhiên bị chiếu sáng lên một trận đen nhánh dương cầm ở ánh đèn hạ lúc sáng lúc tối dương cầm phía sau một người thân xuyên âu phục ngón tay ở phím đàn qua lại nhảy lên thầm mộng nhìn đến kia trên đài cao người khi đồng dạng trừng lớn đôi mắt này này còn không phải là lâm thanh hàm cái kia lão công sao hắn như thế nào ngồi ở chỗ kia buổi hôn lễ này là vì chính mình chuẩn bị ngồi ở chỗ kia không nên là chính mình lão công sao tiếng đàn vang lên càng ngày càng dồn dập liền ở sướng đến điệp khúc địa phương đột nhiên im bặt ngồi ở dương cầm sau trương huyền đột nhiên đứng dậy nhìn về phía lâm thanh hàm trương huyền không lấy microphone nhưng thanh âm rõ ràng truyền bá mở ra. Lão bà, ta biết, vẫn luôn cho rằng, ta cũng chưa cho ngươi một cái hôn lễ, đây là ngươi tiếc nuối, đồng dạng cũng là ta tiếc nuối, bất quá ở hôm nay, ta tưởng, chúng ta có lẽ không cần tiếc nuối. Trương Huyền cười, ta biết, này đối với ngươi mà nói khả năng thực đột nhiên, ta biết, hôn lễ lại yêu cầu cha mẹ tới gặp chứng, cho nên. Trương Huyền nói đến này, ánh đèn lập lòe gian, Lâm Kiến Vũ xuất hiện ở ánh đèn hạ, mà Lâm Kiến Vũ phía sau, còn đứng lâm lão gia tử, lâm thanh hàm tiểu cô đám người. Lâm thanh hàm hốc mắt đỏ lên, có trong suốt ở hốc mắt chung đảo quanh. Đương nhiên, còn có cha mẹ ta, cùng với ta ân sư. Ánh đèn lại lóe lên, Trương Vì Thiên xuất hiện, hôm nay Trương Vì Thiên cũng xuyên một thân âu phục, ở hắn bên người, là một người người mặc trang phục lộng lẫy phụ nhân, cùng phía trước bất đồng chính là, Trương Vì Thiên cùng phụ nhân trên mặt, đều lưu lại năm tháng phong xương dấu vết. Ở Trương Vì Thiên phía sau, là lục lão nhân, lục lão nhân cũng một sửa ngày xưa bộ dáng, phá lệ xuyên một thân chính trang, nhe răng không ngừng cười. Ở cách đó không xa, huyền thiên cũng ăn mặc âu phục, này quần áo mặc ở huyền thiên trên người, làm huyền thiên cảm giác phá lệ biệt nữ, nhưng ở hôm nay cái này nhật tử, chẳng sợ lại biệt nữ, huyền thiên cũng là cười xuyên ra tới, đây là trương huyền hôn lễ. Trương huyền dừng một chút, tiếp tục mở miệng, đương nhiên, chỉ là đã chịu cha mẹ chúc phúc, vẫn là không đủ, cho nên, người bằng hiếu, các nàng cũng tới. Trương Huyền dứt lời lúc sau, Lâm Thanh Hàm chung quanh, đột nhiên bị một đám người sở vây quanh, có milan đi đầu, còn lại, đều là Lâm Thanh Hàm bằng hiếu, ngay cả vẫn luôn cấp Lâm Thanh Hàm đảm nhiệm bí thư Lý Thiến, cũng bị Trương Huyền kêu tới, các nàng ăn mặc phù dâu phục, phá lệ xinh đẹp, nhưng nhất hấp dẫn người, cũng không phải các nàng, mà là các nàng trong tay cộng đồng phủng tới tân nương phục, ánh đèn hạ, lập lè tia sáng kỳ dị. Có thể bị Trương Huyền dùng để làm váy cưới, nếu gọi thế giới đệ nhị, đem không có bất luận cái gì một bộ váy cưới có thể gọi thế giới đệ nhất đương nhiên còn có bằng hữu của ta trương huyền lại lần nữa cười cười bạch trì tóc đỏ đám người thân ảnh toàn bộ xuất hiện lão bà lần này hôn lễ không có ti nghi bởi vì ta cảm thấy chúng ta chi gian chuyện xưa không phải bất luận cái gì một người có thể nói rõ ràng trương huyền đi nhanh về phía trước hướng lâm thanh hàm đi đến ánh đèn theo trương huyền thân ảnh di động Trương Huyền liền như vậy chậm rãi đi đến Lâm Thanh Hàm trước người, tiếp nhận váy cưới, thế Lâm Thanh Hàm phủ thêm. Nữ nhân tuy rằng chỉ có trang điểm nhẹ, nhưng giờ phút này nàng có thể gọi là thế gian tuyệt mỹ. Trương Huyền bước chân lui về phía sau nửa bước, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, Trương Huyền từ trong lòng ngược lấy ra một cái tinh mỹ hộp quà, mở ra lúc sau, rõ ràng là một quả nhẫn. Nhưng chiếc nhẫn này đều không phải là là cái gì quý báu sản phẩm, mà là từ một trương trăm nguyên tiền mặt gấp mà thành năm đó mùa đông, một kiện áo bông, 100 đồng tiền, làm một cái nữ hài, vĩnh viễn khác ở cái kia nam hài trong lòng. Đây là duyên phận bắt đầu địa phương. Trương Huyền thật cẩn thận lấy ra này cái xếp thành nhẫn, cử ở giữa không chung. Lão bà, hôm nay, chúng ta cha mẹ đều ở đây, chúng ta bạn bè thân thích đều đã đến, ta muốn hỏi ngươi một cái hỏi ngươi, ngươi, Lâm Thanh Hàm, nguyện ý gả cho ta Trương Huyền sao? Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp trong suốt nước mắt tích theo lâm thanh hàm khuôn mặt chảy xuống kích động đã làm lâm thanh hàm nói không ra lời lão bà người nguyện ý sao trương huyền trong mắt cũng có nước mắt từ ban đầu đến bây giờ hai người đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt sinh tử tương quên mà hiện giờ vượt qua thật mạnh gian nan lâm thanh hàm che lại cái miệng nhỏ hốc mắt đỏ bừng không được gật đầu ta nguyện ý hôn một cái hôn một cái bạch trì đám người nháy mắt ồn ào Pháo hoa tại đây một khắc, với không chung nở rộ. Ngay sau đó, từng chiếc siêu xe xuất hiện xử tới. Đô Thành Cơ Gia, tiến đến chúc mừng. Đô Thành Khương Gia, tiến đến chúc mừng. Đô Thành Bạch Gia, tiến đến chúc mừng. Nô -ê Tập đoàn Tài Chính, tiến đến chúc mừng. Một đạo lại một đạo chúc mừng thanh âm vang lên, phàm là có thể nghe được tên, tất cả đều là làm người như sấm bên tai đại gia tộc. thẩm mộng giờ phút này đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy không chỗ dung thân đối với thẩm mộc, Trương Huyền căn bản không đặt ở trong lòng. Các vị, đêm nay chúng ta, không say không về. Trương Huyền bế lên Lâm Thanh Hàm, dùng sức ở Lâm Thanh Hàm trên mặt hôn một cái. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nữ nhân đỏ bừng mặt. Tối nay, khách sạn bị người hoàn toàn bao xuống dưới. Ta cho các người nói, đêm nay đều là đệ đệ, không phục tới uống. Triệu cực ném ra cánh tay. Ta cái thứ nhất không phục ngươi, toàn len keng bắt lấy đùi gà. Mập mạp, hai ta uống a. À. Triệu Ninh ngồi ở toàn len keng trước mặt. Bạch Trì đám người, đao to bố lớn ngồi ở Triệu Cực trước mặt, muốn phẩm rượu. Sát, các ngươi kết phường khi dễ ta đúng không? Triệu Cực nhìn trước mặt đột nhiên nhiều ra tới nhiều người như vậy, hét lớn một tiếng, làm Vân Tiêu, Cổ Lực Đan ra tới tiếp khách. Bên kia, Trương Vì Thiên, thịnh thẳng tới trời cao, Lục Diễn, Huyền Thiên, Lý Dung Tài, Bạch Giang Nam đám người ngồi ở cùng nhau, thôi bôi hoán chản. Tiểu Trương Huyền, hôm nay không uống phiên chúng ta, đừng nghĩ động phòng. Sóng tỷ hô to một tiếng, phía sau mang theo 25 người. Đêm nay, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn hoa, đúng là thịnh thế. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chuyện. Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm.